Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập cuối, tập 267. Phủ khắp thân tháp là vô số bùa chú bí ẩn. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, hỏi, đây là gì? Nàng ta nghiêm túc đáp, thông thiên tháp. Diệp Huyên nhíu mày lặp lại, thông thiên tháp. Tần Quan gật đầu, chính xác, còn nhớ lúc trước chúng ta nói không? Muốn đánh với thần linh thì phải đến được nơi chúng ở, bằng không chúng ta sẽ luôn ở thế bị động, sau đó người bảo ta nghiên cứu cách đền chân thế giới. Diệp Huyên, đừng nói là cô nghiên cứu ra thật nhé. Tần Quan nháy mắt, đã có chút đột phá rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Có đột phá. Hắn cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Siêu quần. Đây là điều mà vũ trụ chi linh còn không làm được. Vậy mà phú bà lại có thể ư? Tần Quan chỉ nói, đi. Một truyền tống trận xuất hiện dưới chân cả hai, đưa họ biến mất rồi xuất hiện lại ở chiến trường hư chân. Tần Quan gọi tiểu tháp xuất hiện trên tay, cười nói, tiểu tháp, thả thông thiên tháp ra đi. Nó đáp, được. Một luồng sáng vàng chói mắt tỏa ra từ bên trong, tòa thông thiên tháp thoát cái đã xuất hiện trong vũ trụ. Tần Quan lại dẫn Diệp Huyên bước lên. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nói, ta cần phải thử nghiệm. Diệp Huyên, thử nghiệm gì? Tần Quan, chờ truyền tống trận của chúng. Chỉ cần thông đạo ấy hiện ra, ta sẽ dùng trận pháp này để cưỡng chế thành lập liên hệ. Diệp Huyên hỏi ngay, vậy là có thể đến được chân thế giới? Tần Quan lắc đầu, ta không chắc, nhưng chỉ cần có thể kết nối với thông đạo truyền tống của chúng, thông thiên tháp sẽ lập tức khởi động, phân tích thông đạo. Đợi số liệu gửi về rồi, chúng ta sẽ biết được hai nơi có chỗ gì bất đồng, từ đó căn cứ vào thông đạo của chúng rồi mô phỏng ra cái phù hợp với truyền tống trận đặc biệt của chúng ta. Diệp Huyên nghe vậy thì được mặt ra. Mô phỏng theo. Tần Quan, chúng ta sẽ lập tức đi vào khi thông đạo truyền tống của chúng xuất hiện. Người bảo vệ ta, để ta điều khiển thông thiên tháp. Diệp Huyên gật đầu, được. Việc cần làm trước mắt là phải chờ đợi. Bởi vì chỉ có người của chân thế giới mới mở được thông đạo truyền tống ấy. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần. Cô gái này thật sự là quá lợi hại, hắn còn nhớ Thanh Nhi từng nói kiến thức của nàng ta còn vượt xa cả Niệm Tỷ. Nếu thử nghiệm này thành công thì có khác gì phản duy độ đâu. Phản duy độ. Tuy Diệp Huyên không biết cụ thể đó là gì, nhưng theo lời vũ trụ chi linh thì là một chuyện vô cùng nghịch thiên. Bởi vì số người làm được hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tần Quan tiếp tục, như ngươi nói trước kia, nếu không đến được thế giới của chúng thì chúng ta vĩnh viễn ở thế bị động, mãi mãi cũng không đánh lại được. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu cách để đến đó, bằng không sẽ không có cách nào thắng được trận chiến này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười, bây giờ chỉ còn chờ chúng đến thôi. Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh, thấy không gian thế giới hư chân đã khôi phục như xưa, bốn phía chỉ có ánh sao sáng ngời trong im lặng. Tần Quan chợt nói, tự dưng ta muốn về nhà một chuyến. Diệp Huyên quay lại, cô muốn trở về hệ Ngân Hà. Nàng ta gật đầu, phải. Diệp Huyên cười, từ trước đã nghe cô kể nơi ấy rất vui, đợi hôm nào ta cùng cô trở về. Tần Quan gật đầu, được. Rồi quay sang nhìn hắn, nếu có ngày ngươi phá thần thành công, liệu có? Diệp Huyên lắc đầu, không. Tần Quan nhoẻn cười, ngươi biết ta định hỏi gì sao? Hắn gật đầu, ta có phá thần thành công cũng sẽ không đánh mất nhân tính. Có lẽ cái nhìn của ta với nhiều việc sẽ phai nhạt đi, nhưng những gì ta chú ý đến sẽ vẫn như cũ. Ta tu luyện cả đời không phải vì trường sinh, không phải để vô địch, mà chỉ muốn bảo vệ người cạnh bên. Nếu ta phải hy sinh họ để có thể phá thần thì đó không phải là ta nữa. Tần Quan mỉm cười, rất tốt. Diệp Huyên thở dài, thật ra thì áp lực lớn lắm chứ bộ. Tần Quan, vì thần linh sao? Diệp Huyên lắc đầu, chúng chỉ là một phần. Tần Quan tò mò, một phần, vậy chủ yếu là vì sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi mới nói, cô nghĩ mà xem. Cha, muội muội với đại ca của ta đều vô địch, mà ta hiện chưa đạt tới thì chẳng phải là áp lực lớn sao? Tần Quan chỉ biết câm nín chớp mắt. Diệp Huyên lại nói, mà chưa hết, cô biết đáng sợ nhất là gì không? Tần Quan lắc đầu, không.
Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta sợ lỡ sau này con ta cũng vô địch, khi ấy cả nhà ai cũng vô địch, có mình ta không phải, cô nói xem mặt mũi này biết giấu ở đâu bây giờ. Tần Quan trợn mắt, tiểu huyên tử, người định sinh con với ai cơ? Diệp Huyên lắc đầu, chả biết, chắc đợi chủ nhân bút đại đạo sắp xếp cho đi. Tần Quan phì cười, tên mặt dày như ngươi, ai đồng ý sinh con cho đúng là xui tám kiếp. Xui tám kiếp. Mặt Diệp Huyên đen như đít nổi khi nghe ba chữ này. Sao lại nói thế chứ? Tuy ra mặt hắn hơi dày một tẹo nhưng nhân cách cũng đâu đến nỗi nào. Tần Quan đang định nói gì đó thì bỗng thấy thời không ở phương xa run lên. Hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Chúng tới rồi. Diệp Huyên nhìn về phương hướng đó, thấy thời không chấn động kịch liệt, sau đó là một truyền tống trận hình vòng xoáy màu đen xuất hiện. Hình ảnh này khiến mắt hắn nheo lại. Vòng xoáy không mất bao lâu đã thành hình. Tần Quan bất thình lình lên tiếng, tiểu huyên tử, lên. Nàng ta vừa dứt lời, Diệp Huyên đã hóa thành kiếm quang biến mất. Xoẹt. Thời không như bị cắt làm đôi trước khi kiếm quang lao thẳng vào vòng xoáy. Bản thân Tần Quan thì giẫm nhẹ chân, khởi động. Quỳnh. Tòa thông thiên tháp run lên rồi nhả một tia sáng đen phóng thẳng lên cao, xuyên vào bên trong truyền tống trận. Tần Quan cũng theo đó bay vào. Không gian bên trong vòng xoáy chấn động kịch liệt, sau đó bỗng bị vô số bùa chú bí ẩn bao trùm. Số liệu đang được truyền đi. Lúc này, Diệp Huyên đang đứng đối diện một ông lão. Ông ta nhìn chằm chằm hai người hỏi, hai người đang làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện được không? Ông lão nhíu mày, nói cái gì? Diệp Huyên cười, ông đến hư vũ trụ làm gì? Ông lão chợt hỏi, người chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Câu trả lời khiến ông ta nheo mắt lại, nghe nói người đã lấy được toàn bộ bảo vật của vũ trụ chi linh nơi các ngươi, có thật không? Diệp Huyên, thật. Ánh mắt ông lão chợt trở nên nóng bỏng, có nhiều linh nguyên lắm. Diệp Huyên ra chiều suy tư, trông ông có vẻ thèm thuồng nhỉ. Ông lão toàn nói thì bỗng liếc nhìn bốn phía, thấy có vô số sức mạnh bí ẩn đang uốn lượn ùa tới như thủy triều. Ông ta không khỏi nhíu mày với vẻ đề phòng, các ngươi đang làm gì? Diệp Huyên chuyển đề tài ngay, ông biết ta lấy được bao nhiêu linh nguyên tất cả không? Ông lão lập tức nhìn hắn, bao nhiêu? Diệp Huyên giơ một ngón tay lên. Ông lão, 1 triệu. Diệp Huyên lắc đầu, 100 triệu. 100 triệu. Ông lão nghe vậy thì biến sắc, lắp bắp hỏi, thật sự có ngần ấy sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão kích động tới nỗi cả người phát run, như thể số linh nguyên đó đã là của ông ta vậy. Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm cho Tần Quan, còn bao lâu nữa? Nàng ta thấp giọng đáp, nửa giờ. Nửa giờ. Lâu quá, Diệp Huyên bỗng cảm thấy đau đầu. Mà tiếp tục lừa gạt lại không dễ gì. Bỗng một luồng uy áp đáng sợ phát ra khiến hắn nhìn ông lão, nghe ông ta hỏi, ngươi sẽ không tự nguyện giao nộp chứ gì? Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải không thể. Ông lão nheo mắt lại, có ý gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, các hạ à, ta biết mang theo nhiều tài sản như vậy sẽ dẫn đến tai họa. Ta bằng lòng giao nộp, nhưng phải có điều kiện. Ông lão, điều kiện gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta hỏi các hạ 3 câu. Nếu các hạ trả lời đúng sự thật thì ta sẽ giao toàn bộ số linh nguyên kia ra. Ông lão nhìn hắn không rời mắt, người đang muốn câu giờ. Diệp Huyên không nói gì. Ông lão nhìn bốn phía với đôi mắt híp lại, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trong lòng ông ta bỗng cảm thấy bất an. Diệp Huyên nhanh chóng gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trên tay, bên trong là vô số linh nguyên. Ông lão vừa nhìn thấy nó thì hai mắt sáng rực lên. Ông ta nhìn hắn với vẻ tham lam không hề che giấu. Diệp Huyên chân thành nói, ta có một chuyện này rất tò mò, vì sao các người không kéo quân đánh tới đây mà lần nào cũng chỉ phái một vài người tới. Ông lão, vì đây là cái chốn khỉ ho cỏ gáy, mà thế hệ này ở vũ trụ các ngươi cũng chẳng có bao nhiêu cường giả, không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì tất cả đều biết ngươi đã lấy được bảo vật của vũ trụ chi linh, nên có rất nhiều người đang tìm đến đây. Diệp Huyên im lặng. Cái tên vũ trụ chi linh đó báo quá báo.
Ông lão tiếp tục, căn bản là vũ trụ của các ngươi nằm ở chiều quá thấp, khó mà gây chú ý với các thế lực lớn. Diệp Huyên hỏi lại, vậy như tội vương cũng chỉ là tôm tép thôi sao? Tội vương. Ông lão nhìn hắn, dùng cách nói của vũ trụ các ngươi, thì tội vương chỉ là một thằng du thủ du thực. Đệt. Tội vương thoát cái bay ra từ trong tháp, trợn trừng nhìn ông ta, ra vẻ cái mẹ gì. Du thủ du thực cái đầu lão, ngon ra đây đánh. Trải qua nhiều năm tu luyện trong tiểu tháp, sức mạnh của gã đã tăng lên rất nhiều, bây giờ không còn sợ cường giả nào từ thế giới thần linh nữa. Gã bây giờ cũng gia nhập đội bật hách chứ bộ. Cần gì phải sợ bố con thằng nào? Mấy lời này của gã khiến sắc mặt ông lão trở nên dữ tợn, tội vương, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Gã mỉa lại, vậy người có biết người đang nói chuyện với ai không? Đôi mắt ông lão lóe lên đầy ác độc trước khi ông ta biến mất. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa về phía tội vương. Gã không chịu yếu thế, lập tức vọt tới. Duyên! Thông đạo truyền tống trận không lâu sau đã rung lên bần bật. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau rồi lắc đầu cười. Diệp Huyên hỏi, sao rồi? Tần Quan nhìn quanh, vẫn đang thu thập số liệu, xong rồi mới có thể phân tích. Diệp Huyên cũng nhìn bốn phía rồi dõi vào trung tâm truyền tống trận, đợi cô phân tích xong rồi, ta sẽ vào đó thử một lần. Ta muốn xem thứ luôn ngăn cản chúng ta rốt cuộc là gì. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn cuộc chiến không phân cao thấp đang diễn ra bên kia. Phải công nhận tội vương đã mạnh lên so với trước kia rất nhiều. Có thể thấy gã đã cố gắng tu luyện biết chừng nào. Đúng lúc này, hai người kia tách nhau ra. Ông lão nhìn tội vương với vẻ khó tin, sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Tội vương mỉa mai, biết bật hách là gì không đấy? Ông lão nhìn gã đầy bất thiện, phách lối cái gì? Nói rồi lập tức lao tới. Tội vương cười lên ha hả, lão thất phu. Rồi cũng lao tới nghênh chiến. Thời gian trôi nhanh, đã qua nửa giờ. Tần Quan đang muốn thu hồi thông thiên tháp thì cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ ập tới từ sâu trong truyền tống trận. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ thông đạo dần sụp đổ từng chút một. Đồng tử Diệp Huyên rụt lại, vội vàng kéo Tần Quan ra sau rồi rút kiếm chém tới. Kiếm quang bùng ổn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên và Tần Quan đồng thời bay ngược ra sau tận mấy trăm nghìn trượng. Dừng lại rồi, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, thấy một bóng người mờ ảo lơ lửng cuối vũ trụ. Nó ngạo nghễ nhìn xuống, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên chưa kịp trả lời thì đã bị Tần Quan kéo lùi lại, để ta. Diệp Huyên, để ta. Câu này của Tần Quan khiến Diệp Huyên nghịch mặt ra. Nàng ta chuẩn bị ra tay rồi sao? Chỉ thấy Tần Quan bước tới, lấy từ trong túi vải ra một thứ trông như máy điều khiển cầm tay. Dưới con mắt hoài nghi của Diệp Huyên, nàng ta ấn vào một nút bấm màu đỏ. Thu hồi thông thiên tháp rồi, Tần Quan kéo Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Quỳnh! Hai người vừa rời đi, toàn bộ chiến trường hư chân nổ tan thành bình địa khi một đấm mây nấm kéo dài đến mấy chục triệu dặm bốc lên trong tinh không. Nó đi đến đâu, tất cả bị quét sạch đến đấy. Diệp Huyên đã chạy đến tận linh độ giới rồi mà còn cảm nhận được dư âm của uy lực khủng bố kia. Làm hắn như rơi vào cõi mộng. Ban nãy là thứ gì vậy? Bên cạnh hắn, Tần Quan phủi phủi tay, nói với chút sợ hãi, mạnh thật sự. Diệp Huyên hỏi, đó là gì vậy? Tần Quan nghiêm túc đáp, Quan Huyên Đạn ta mới nghiên cứu ra. Quan Huyên Đạn. Diệp Huyên không biết phải bày ra biểu cảm gì. Tần Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, không thể lưu truyền thứ này được. Diệp Huyên vội gật đầu tán thành, chính xác, nếu một quả này mà nổ ở vũ trụ Quan Huyên thì không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm nữa. Tần Quan, ta sẽ bảo bọn họ chế tạo thêm, nhưng để an toàn thì sẽ đặt nó trong túi, chỉ một mình ta được phép sử dụng. Diệp Huyên gật đầu, thế cũng được. Bảo hắn không kiêng dè trước mấy phát minh của Tần Quan là giả. Lấy ví dụ quả Quan Huyên đạn kia thôi, nó mà nổ thì hắn cũng bó tay chịu chết. Bởi uy lực của nó quá mức kinh khủng. Nếu thứ này mà được lưu truyền rộng rãi ở vũ trụ Quan Huyên rồi bị người lạm dụng thì chắc chắn chính là đại họa với cả vũ trụ.
Lúc này, thời không trước mặt họ nứt ra, để một bóng người lăn lông lốc ra ngoài. Còn có thể là ai ngoài tội vương cả người bê bết máu, hơi thở thoi thóp. Gã ta nghẹn ngào cất giọng, Tần cô nương lần sau muốn làm gì có thể báo cho đồng đội một tiếng không? Ta mà không chạy kịp thì đã tan xác rồi. Tần quan cười trừ, ta quên mất ngươi đã thành đồng đội. Tội vương như bị sét đánh cảm thấy đắng chát trong lòng. So sánh Diệp Huyên với Tần quan thì gã ta còn sợ người sau hơn. Bởi vì cái túi nhỏ của nàng ta thật sự là quá mức diệu kỳ, người vĩnh viễn không biết nàng sẽ lấy ra món để chơi đáng ngạc nhiên nào tiếp theo. Vượt mọi lý lẽ thông thường. Lại nghe Tần quan nói, chúng ta trở lại nhìn xem. Diệp Huyên gật đầu rồi đưa nàng ta biến mất. Để lại tội vương mặt mũi đen xì, tự nhủ hình như mình là người thừa ở đây. Chiến trường hư chân. Khi Diệp Huyên và Tần quan trở lại, nơi này vẫn còn ngập trong thứ sức mạnh tàn bạo kia, mà ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng không thể khôi phục nó lại như xưa. Diệp Huyên vung tay, để một tia kiếm quang lướt đi, chém nát luồng sức mạnh kia trong nháy mắt. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người mờ ảo đứng cách đó hơn nghìn trượng. Chính là cái bóng ban nãy. Nhưng bây giờ nó đã rất nhạt rồi, tựa như một làn khói có thể tan đi bất cứ lúc nào. Diệp Huyên không hề nhiều lời, động tâm niệm gọi kiếm Thanh Huyên bay vút ra. Phập. Thanh kiếm cắm vào bóng người, đóng đinh nó tại chỗ. Nó gần giọng hỏi, người giết được ta sao? Diệp Huyên lại hất tay, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên rồi bắt đầu hấp thu linh hồn đối phương. Cái bóng như nhận ra điều gì mà thất thanh kêu lên, đây là kiếm gì? Sao nó có thể giết bản thể của ta? Diệp Huyên tỉnh như ruồi, đoán thử xem. Cái bóng kinh hãi vùng vẫy, ngươi dừng lại mau. Diệp Huyên nghe vậy thì nhíu mày. Hắn nhận ra cho dù người ở thế giới hư chân có mạnh đến đâu thì cũng sẽ trở nên tham sống sợ chết khi bản thể bị uy hiếp, chẳng có chút khí phách gì cả. Cái bóng vẫn còn la thét trong phẫn nộ nhưng Diệp Huyên không để ý đến nó nữa, bảo kiếm Thanh Huyên hấp thu sạch sẽ linh hồn. Cắn nuốt xong rồi, khí tức của kiếm lại mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười, thầm nhủ nó còn có thể càng mạnh hơn nữa. Thật ra thì kiếm Thanh Huyên hiện nay chỉ xếp sau tam kiếm mà thôi. Đúng lúc này, sự xuất hiện bất ngờ của vũ trụ chi linh khiến Diệp Huyên nhíu mày. Nó nói với Tần quan, cô nương, thông thiên tháp đó. Tần quan bật cười, vung tay gọi tháp xuất hiện. Vũ trụ chi linh dùng thần thức giả quét một lần, nhíu mày nói, cô định phục chế lại toàn bộ số liệu của truyền tống trận từ chân thế giới. Tần quan gật đầu, chính xác. Vũ trụ chi linh, cô thật sự có thể tạo ra thông đạo đến đó sao? Tần quan, còn trong giai đoạn phân tích nên ta không dám chắc chắn, nhưng hy vọng vẫn là có. Vũ trụ chi linh hạ giọng, vẫn là quá khó. Rồi nó lắc đầu, nghịch suy độ gần như là bất khả thi. Với thứ cho ta nói thẳng, nếu cô thật sự có khả năng đó thì là không cần làm ra những thứ này. Tần quan lắc đầu, ta không đồng ý. Đường có xa, đi mãi sẽ tới. Việc có khó, phải làm mới thành. Rồi nàng ta nhìn sang thông thiên tháp, nếu ta không làm ra chúng, cho dù chúng ta có ngăn được thần linh thì hậu duệ chúng ta sau này vẫn sẽ mãi mãi ở thế bị động chịu đòn, không có năng lực đáp trả. Vậy nên có khó cách mấy đi nữa, ta cũng sẽ nghiên cứu ra cho bằng được, để cho vô vàn chúng sinh của vũ trụ quan huyên này sẽ có ngày bước ra khỏi nó. Diệp Huyên cười tán thánh, chí lý. Tuy rất khó nhưng chúng ta không làm thì sau này ai sẽ làm được. Tần quan gật đầu, đúng vậy. Đoạn quay sang nở nụ cười tươi rói với hắn. Ở khắp chư thiên vũ trụ này, chỉ có một mình hắn là ôm hoài bão và lý tưởng giống nàng ta. Bọn họ ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Vũ trụ chi linh lại nói, nhưng các ngươi còn chưa biết phải làm sao để nghịch duy độ. Tần quan đáp, nghịch duy độ tuy khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Như ba vị muội muội của tiểu huyên tử đã làm được rồi, không phải sao? Lời này khiến vũ trụ chi linh nhíu mày. Tần quan cười, nếu ta không đoán sai thì tiền bối hẳn đã nghĩ về việc này. Vũ trụ chi linh gật đầu, phải, nhưng ta gặp vài vấn đề mà ta cho rằng không thể giải quyết được. Tần quan chỉ cười, nói với Diệp Huyên, chúng ta vào thông thiên tháp thôi. Rồi mang theo hắn biến mất.
Tội vương xuất hiện vào đúng lúc này, do dự hỏi vũ trụ chi linh, đại lão chính là vũ trụ chi linh ạ. Nó chỉ im lặng nhìn lại. Tội vương mất một hồi sau mới buột miệng, ta đi theo Diệp công tử. Vũ trụ chi linh quắc mắt, người phản bội. Tội vương nghiêm giọng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vũ trụ chi linh giơ ngón cái, có tiền đồ. Sau đó xoay người rời đi. Để lại tội vương đứng đó lầm bầm, sau này Diệp thiếu mà phản công chống lại chân thế giới. Ta sẽ làm dẫn đường, trở thành công thần số một. Hê hê. Vừa được Tần Quan dẫn vào thông thiên tháp, Diệp Huyên lập tức nghịch ra tại chỗ. Bởi vì bên trong toàn là những thứ hắn nhìn mà không hiểu mô tê gì sất. Tần Quan nhìn khắp một vòng, bắt đầu giới thiệu, trong này có tổng cộng 1 tỷ 9 triệu loại máy móc, có thể nói là đỉnh cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật ở vũ trụ Quan Huyên, có thể đi đến chân thế giới. Số liệu của thông đạo đã được truyền vào trong đây, đang được máy móc nghiên cứu bằng tốc độ cao nhất. Diệp Huyên vội hỏi, nghiên cứu đến đâu rồi? Tần Quan búng tay, tiểu yêu xuất hiện, thi lễ với họ, hiện đã được 70%, nhưng càng về sau càng khó. Diệp Huyên nhíu mày, càng lúc càng khó ư. Tiểu yêu gật đầu, vâng. Diệp Huyên, nói ta nghe thử xem. Tiểu yêu do dự. Diệp Huyên càng khó hiểu, sao thế? Tần Quan cười, nàng sợ ngươi nghe không hiểu ấy mà. Thấy mặt hắn xa sầm, nàng ta cười, đừng giận. Mấy thứ số liệu họ nghiên cứu này, nói ra không phải ai cũng hiểu được. Diệp Huyên, vậy cô nói làm sao mà ta nghe hiểu đi? Tần Quan, 30% còn lại có liên quan đến pháp tắc nghịch duy độ mà vũ trụ chi linh nói. Diệp Huyên càng nhíu mày, pháp tắc nghịch duy độ. Tần Quan gật đầu, phải, vì nó đã vượt qua khả năng nhận biết của máy móc nên mới càng khó. Sắc mặt Diệp Huyên trầm hẳn đi. Tần Quan lại cười, không vội, cứ thong thả. Chính nhờ nan đề này mà đoàn đội của chúng ta lại có thứ để nghiên cứu. Diệp Huyên gật đầu, có khó đi nữa cũng phải tiếp tục. Tần Quan tán thành, đúng vậy, nếu có thể nghiên cứu ra pháp tắc này thì ta sẽ chế tạo ra những vũ khí càng kinh khủng hơn nữa. Diệp Huyên nghe vậy thì sững lại. Vũ khí càng kinh khủng hơn á. Nội mấy quả lựu đạn trước đó của nàng ta thôi đã khiến hắn thấy tê cả đầu rồi. Tần Quan lại nói, đi, ta dẫn người đi xem mấy bộ giáp vừa chế tạo. Cả hai biến mất rồi xuất hiện lại trong tiểu tháp. Tần Quan dẫn Diệp Huyên đi vào một phòng triển lãm, bên trong chất đầy những bộ áo giáp chen chúc nhau. Số lượng đến hàng triệu là ít. Tần Quan nhoẻn cười, tổng cộng có 2 triệu bộ giáp Quan Huyên. 2 triệu. Sắc mặt Diệp Huyên đọng lại, là thần giáp tốt nhất vũ trụ Quan Huyên hiện nay. Tần Quan gật đầu, gọi một bộ giáp Quan Huyên xuất hiện trong tay, đưa sang cho Diệp Huyên, ngươi cầm thử xem. Diệp Huyên nhận lấy quan sát, thấy toàn thân giáp có màu vàng sậm, tạo thành từ chất liệu không biết tên, bóng loáng như mặt gương, chạm vào lạnh như băng, lại còn có mấy thứ bùa chú kỳ lạ ở trên. Tần Quan cười giới thiệu, mỗi một bộ giáp được làm từ nguyên liệu tốt nhất vũ trụ này. Bên trong khắc 1 triệu loại trận pháp, không chỉ có thể hỗ trợ, bảo vệ người mặc kỹ càng mà còn có thể gia tăng sức mạnh. Ngươi thử xem. Diệp Huyên gật đầu rồi gọi kiếm Thanh Huyên ra. Tần Quan nói ngay, cấm dùng kiếm Thanh Huyên. Bởi vì hiện nay không gì có thể ngăn cản được nó, trừ tam kiếm ra. Nó đã là thanh kiếm vô địch, chỉ dưới tam kiếm mà thôi. Diệp Huyên bật cười, vung tay gọi một thanh kiếm nhân gian ra chém vào giáp Quan Huyên. Choang! Một vết chém nhạt xuất hiện trên giáp rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên. Tần Quan cười, đây là một trong những chức năng mấu chốt của nó, có thể tự hồi phục. Chúng ta đã cho kiểm tra qua từng bộ giáp một, chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn trong một lần duy nhất thì có thể tự tái tạo lại hơn 100 lần. Hơn 100 lần. Sắc mặt đanh lại, Diệp Huyên không thể không im lặng trước sự nghịch thiên này. Tần Quan lại nói, mấy 100.000 cường giả thế giới hư chân đang tu luyện trong tiểu tháp, hiện đã mạnh lên rất nhiều. Nàng ta ra chiều suy nghĩ, ta thấy có thể dựng lên những khu tu luyện đặc biệt. Diệp Huyên nhìn nàng ta, khu tu luyện đặc biệt. Tần Quan gật đầu, một vài phương pháp tu luyện hiện nay đã quá lạc hậu rồi, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của vũ trụ Quan Huyên. Ta muốn tạo ra những phương pháp khác cho đời sau học theo.
Diệp Huyên gật đầu, làm đi, ta tin cô. Tần Quan bèn tỏ ra bất mãn, người mới là người đứng đầu cơ mà, sao cái gì cũng phủ trách nhiệm vậy chứ? Diệp Huyên cười, ai bảo tiền của ta đều do cô quản lý còn gì? Tần Quan nguyết hắn, thôi được rồi, ta cầm thì ta lo. Diệp Huyên cười ha hả. Lại nghe nàng ta nói, còn nữa, chúng ta cũng phải có phương pháp ứng phó. Diệp Huyên, nghĩa là sao? Tần Quan hạ giọng, nếu không có gì bất ngờ thì hành động của chúng ta sẽ khiến văn minh võ đại của vũ trụ Quan Huyên phát triển lên rất nhiều. Nói cách khác, trong tương lai, chúng ta có thể sẽ bước vào thời kỳ phát triển siêu tốc. Nhưng nếu số cường giả càng tăng lên thì vũ trụ sẽ không chịu nổi nữa, khi ấy giữa chúng ta và vũ trụ chi linh lại sinh ra mâu thuẫn không thể giải quyết, mà vũ trụ cũng. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý Tần Quan. Vũ trụ sẽ đi đến ngày cạn kiệt. Tần Quan lắc đầu, đây là vấn đề không có lời giải đáp. Nhưng cũng đành chịu, bởi mỗi người có lập trường riêng mà. Diệp Huyên gật đầu, vũ trụ quá mênh mông, nếu người của vũ trụ Quan Huyên không tu luyện thì chờ đợi họ chỉ có diệt vong, mà họ sẽ không có sức chống cự nào. Tần Quan tán thành, đúng. Rồi nở nụ cười, nhưng mà bây giờ nghĩ tới mấy thứ đó thì hơi xa rồi, đi đến đâu xem đến đó vậy. Tần Quan gật đầu, vừa định mở miệng thì cau mày lại, cùng Tần Quan biến mất. Bên ngoài, vũ trụ chi linh đang đứng đợi hắn. Diệp Huyên thấy nó thì ngạc nhiên hỏi, người đến làm gì? Vũ trụ chi linh, đương nhiên là có việc. Diệp Huyên, việc gì? Vũ trụ chi linh cười, có một buổi họp này, người có muốn đi cùng ta không? Hội họp ư? Diệp Huyên hoài nghi, họp gì? Vũ trụ chi linh, chư thần hội, với sự góp mặt của các vũ trụ chi linh. Diệp Huyên lắc đầu, nhưng ta đâu phải vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn mở mang tầm mắt? Diệp Huyên, vậy đi họp thì sẽ có thể rời khỏi thế giới này sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không, đó là chư thần vực do chúng ta cùng nhau tạo ra, tất cả cùng tụ tập lại để ra VA, thảo luận. Diệp Huyên nhìn nó, thế ngươi kêu ta theo làm gì? Nó không đáp lời. Diệp Huyên cau mày, ngươi muốn gạt ta đúng không? Vũ trụ chi linh không khỏi liếc xéo, thầm chửi sao tính cảnh giác tên này cao thế. Diệp Huyên còn muốn nói tiếp thì bị nó ngắt lời, sẽ có lợi cho ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, hoặc là ngươi nói thật, hoặc là ta không đi. Vũ trụ chi linh, tuy gọi là hội hợp nhưng thật ra là tới để khoe mẽ, ra vẻ thôi. Ta dẫn ngươi đi là muốn giúp ngươi khoe ra, được thì gọi thêm cả muội muội ngươi nữa. Diệp Huyên, đi ra vẻ. Diệp Huyên xa sầm mặt. Mẹ kiếp! Người nghĩ ta là ai? Ta là người thích ra vẻ à? Lúc này, vũ trụ chi linh lại nói, cũng đâu có bảo ngươi đi không công, có trả công mà. Diệp Huyên hơi tò mò, trả công gì? Vũ trụ chi linh đáp, đi theo ta. Lúc này, Tần Quan chợt nói, ta cũng muốn đi. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, được. Dứt lời. Y dẫn theo Diệp Huyên và Tần Quan cùng biến mất, sau đó xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ, hòn đảo nằm trong biển sâu, xung quanh là nước biển vô tận. Cách chỗ ba người không xa có một toàn đại điện. Diệp Huyên nhìn về phía vũ trụ chi linh, đây là trụ giới ư. Vũ trụ chi linh gật đầu, chỗ thường trú của ta, đa số thời gian ta đều ngủ say ở nơi này. Diệp Huyên hơi tò mò, một mình tiền bối ở đây ư. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên đột nhiên hơi tò mò, tiền bối có ước mơ gì không? Vũ trụ chi linh nhìn Diệp Huyên, rời khỏi nơi này. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối cũng muốn phá thần ư. Vũ trụ chi linh lắc đầu, phá thần là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của chúng ta. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Vũ trụ chi linh cười nói. Những bước cuối đi cuối cùng của mỗi người như việc đột phá đến cấp bậc như mấy người nhóm muội muội của ngươi đều khác nhau, ngươi phá thần, còn chúng ta thì không phải. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đạo trong lòng mỗi người đều khác nhau. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Vũ trụ chi linh nhẹ giọng nói, ta muốn rời khỏi chỗ này cũng là chuyện rất khó. Diệp Huyên khó hiểu, sao lại nói thế?
Vũ trụ chi linh cười nói, ta muốn rời đi thì phải mang theo cả vũ trụ này. Ta là vũ trụ chi linh, cội nguồn của ta là vũ trụ này, nếu vũ trụ này bị hủy diệt, ta cũng sẽ bị hủy diệt. Nói xong, nó lắc đầu, nhưng nếu ta muốn mang theo vũ trụ này đi thì chẳng khác nào mang một kho báu đi, sẽ khiến người khác ngấp nghé. Tần quan chợt cất lời, có phải ngươi muốn thoát khỏi vũ trụ này không? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua tần quan, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sao cô biết? Tần quan đáp, ngươi muốn thoát khỏi mọi thứ, đạt đến cấp bậc giống như tam kiếm, không muốn vũ trụ này trở thành gánh nặng của ngươi. Vũ trụ chi linh im lặng. Tần quan lại nói, có phải ngươi muốn hủy diệt vũ trụ không? Vũ trụ chi linh híp mắt, nhưng vẫn không nói gì. Tần quan nói, năm đó, muội muội của tiểu huyên tử đã hủy diệt vũ trụ để phá đạo, ngươi muốn dùng cách tương tự để vượt qua bản thân, đạt tới một cấp bậc mới. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm tần quan, không nói một lời. Tần quan im lặng, nàng ta biết mình đoán đúng rồi. Vũ trụ chi linh cười nói, cô nói đúng, ta thật sự có suy nghĩ này, nhưng tạm thời không thể nào thực hiện được. Tần quan chợt nói, ngươi muốn vượt qua bản thân, không cần thiết phải tiêu diệt vũ trụ. Vũ trụ chi linh cười nói, có hai cách, cách thứ nhất là không ngừng hấp thu thêm 1000 lần nữa, ta sẽ có thể đạt đến một mức độ mới. Ngoài ra thì chỉ có thể hủy diệt vũ trụ để giải thoát bản thân, đạt tới tầm cao mới. Tần quan gật đầu, ta hiểu rồi. Vũ trụ chi linh cười nói, nhưng bây giờ hai kế hoạch đều không thành, chỉ có thể đợi Diệp Thiếu phá thần trước rồi tính thôi. Tần quan nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Trong lúc nói chuyện, ba người đi vào trong đại điện, toàn bộ đại điện trống không, rất hoang vắng. Lúc này, hai mắt tần quan đột nhiên sáng lên, vì nàng ta nhìn thấy một dương kho báu. Vũ trụ chi linh mở lòng bàn tay, cái dương đó lập tức bay đến trước mặt y. Y cười nói, đoán thử không? Diệp Huyên lắc đầu, không đoán được. Vũ trụ chi linh cười to, sau đó mở dương kho báu ra, trong dương là một viên đá màu đen nhánh, bên ngoài bóng loáng như gương, nhưng trông lại có vẻ rất bình thường. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là thứ gì vậy? Vũ trụ chi linh đáp, tạo hóa đạo thạch. Diệp Huyên nhíu mày, tạo hóa đạo thạch. Vũ trụ chi linh gật đầu, thứ này thật sự không đơn giản đâu. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói thế? Vũ trụ chi linh giải thích, tạo hóa đạo thạch này là tảng đá sản sinh đạo ý chí đầu tiên của vũ trụ này, có thể nói nó là khởi nguồn của căn nguyên của vũ trụ đại đạo này, lúc trước ta tu đạo cũng là lĩnh ngộ từ tảng đá này. Diệp Huyên bèn hỏi, đây là do ai làm ra? Vũ trụ chi linh lắc đầu, do vũ trụ sinh ra. Diệp Huyên nhíu mày, sinh ra mà không có nguyên do gì à? Vũ trụ chi linh im lặng một lát rồi nói, ta cũng không biết, dù sao thì lúc ta xuất hiện, nó đã tồn tại rồi ta cũng ngộ đạo dựa vào nó. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, có lẽ thứ này có thể giúp ngươi phá thần. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, tiền bối không đùa chứ. Vũ trụ chi linh hờ hững đáp, ngươi cảm thấy ta rảnh lắm à? Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện quan trọng như phá thần mà chỉ dựa vào một tảng đá thôi á. Vũ trụ chi linh chợt hỏi, vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ sẽ phá thần thế nào chưa? Diệp Huyên sửng sốt. Hắn thật sự chưa nghĩ tới chuyện này. Phá thần. Không phải đến lúc là sẽ phá thôi sao? Thấy nét mặt của Diệp Huyên, vũ trụ chi linh đen mặt, có phải ngươi cho rằng chỉ cần đến lúc là có thể phá thần ngay không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ngươi đúng là vô địch. Diệp Huyên. Vũ trụ chi linh nói tiếp, thậm chí kế hoạch phá thần mà bây giờ ngươi cũng không có, làm như ngươi, không biết phải đợi đến năm tháng nào mới có thể phá thần đây. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ thế này, đợi đến khi đại chiến với thần linh của chân thế giới một trận, sau đó ta bị đánh thê thảm, vào thời khắc quan trọng cuối cùng, ta đột nhiên lĩnh ngộ, một kiếm phá thần. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi mơ đẹp thật đấy. Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Không nói gì. Vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài, người đúng là một nhân tài. Dứt lời, y đưa đạo thạch trong tay cho Diệp Huyên, cái này cho ngươi, nếu có thời gian ngươi có thể vào trong tiểu tháp tìm hiểu về nó. Tin ta đi, nó có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều, đặc biệt là thiên địa đại đạo trong vũ trụ này, trên đó có hết.
Ngay cả chủ nhân bút đại đạo năm đó cũng rất coi trọng tảng đá này, tự mình mang đi nghiên cứu một khoảng thời gian. Diệp Huyên vội hỏi, ông ta có nghiên cứu ra được gì không? Vũ trụ chi linh gật đầu, đương nhiên là có, nhưng ngươi đừng mơ mộng nữa. Ông ta từng nói, đạo của mỗi người đều không giống nhau, cho nên đạo của ngươi chỉ có thể do ngươi nghiên cứu mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhận lấy đạo thạch, sau đó nói, sau này ta sẽ nghiên cứu lại. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải nghiên cứu đấy, thứ này thật sự rất quan trọng với ngươi, có thể giúp ngươi phá thần đấy. Biết chưa? Diệp Huyên nhìn vũ trụ chi linh, sao tiền bối lại quan tâm chuyện ta phá thần thế? Vũ trụ chi linh im lặng. Mẹ kiếp! Ngươi không phá thần, sao ta có thể ức hiếp con trai ngươi được? Mục đích của y rất đơn giản, chỉ cần Diệp Huyên phá thần, rời khỏi vũ trụ này, thì y sẽ có thể kiểm soát toàn bộ vũ trụ, sau đó hủy diệt vũ trụ để phá đạo. Còn về con trai của Diệp Huyên, y cũng không quan tâm lắm, dù không thể giết chết con trai của Diệp Huyên, nhưng y chỉ cần lừa gạt, chắc chắn sẽ có thể khiến con trai của Diệp Huyên đi sai đường, khi đó, vũ trụ này vẫn sẽ là của y. Lừa một tên nhóc phát mũi chưa sạch không phải chuyện dễ như trở bàn tay à. Mục đích của y hiện tại rất đơn giản, tiễn người lớn, lừa người nhỏ. Thấy nụ cười xấu xa của vũ trụ chi linh, trong lòng Diệp Huyên thầm thấy đề phòng. Chắc chắn là tên chết tiệt này đang tính toán gì đó, hắn phải cẩn thận hơn. Lúc này, vũ trụ chi linh thu hồi nụ cười xấu xa, sau đó nói, ngươi nghiên cứu kỹ đạo thạch này đi, tin tưởng ta, nó rất có lợi cho việc ngươi phá thần. Hiện tại, tín ngưỡng chi lực và kiếm đạo của bản thân ngươi đã đạt tới giới hạn, nhưng ngươi lại không quá hiểu rõ đại đạo của vũ trụ rộng lớn này. Không phải ta muốn ngươi học đại đạo trong đạo thạch, ngươi chỉ cần tham khảo chút là được. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Hắn vẫn thấy khá hứng thú với đạo thạch này, dù sao một thứ ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng cảm thấy là bảo vật thì chắc chắn sẽ có chỗ không tầm thường. Diệp Huyên nhận lấy đạo thạch, sau đó nói, cảm ơn tiền bối đã tặng. Vũ trụ chi linh ngây người, sau đó nói, ta có nói là tặng cho ngươi à? Diệp Huyên chớp mắt, không có ư. Vũ trụ chi linh xa sầm mặt, ta nói là cho ngươi mượn nghiên cứu, không nói là tặng cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, tiền bối yên tâm, ta dùng xong sẽ trả lại cho tiền bối. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, tiền bối còn không tin tưởng vào nhân phẩm của ta ư? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, thứ này rất quý giá, thật đấy. Ta chỉ cho ngươi mượn xem thử thôi, không có ý định tặng cho ngươi, ngươi, thật sự không nên làm như thế. Diệp Huyên nói, ta sẽ trả lại cho tiền bối. Vũ trụ chi linh hỏi, dùng xong sẽ trả sao? Diệp Huyên đáp, con trai ta sẽ trả. Nét mặt vũ trụ chi linh lập tức cứng đờ. Mẹ kiếp! Ngươi muốn để con trai ngươi trả, con trai ngươi là kẻ chịu trách nhiệm thay ngươi à? Đúng là vô nhân tính. Sắc mặt vũ trụ chi linh rất u ám, tên chết tiệt này đúng là không có nhân tính mà. Tần quan ở bên cạnh bật cười. Có nhiều lúc, tiểu huyên tử cũng quá là mặt dày. Diệp Huyên nói, tiền bối, không phải muốn đến chư thần vực ra vẻ, à không, đi họp sao? Vũ trụ chi linh im lặng một lát rồi nói, thương lượng lại đi, sau khi dùng xong, người phải trả đạo thạch lại cho ta, ta. Diệp Huyên đáp, tiền bối, ta nhất định sẽ trả lại, ta thật sự không phải loại người có mượn không có trả. Người nhà họ Dương ta, mượn nhất định sẽ trả, đời này không trả, đời sau sẽ trả. Nét mặt vũ trụ chi linh cứng đờ. Con mẹ nó, ta thật sự muốn đánh chết ngươi luôn rồi. Con trai ngươi còn chưa ra đời, ngươi đã muốn nó trả thay ngươi. Ngươi là thần tiên sao? Trong lòng vũ trụ chi linh dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Y đã nhìn ra cái tên này không có ý định sẽ trả rồi. Con trai trả, được thôi. Vũ trụ chi linh bèn nói, người viết giấy mượn đi. Diệp Huyên lập tức tỏ vẻ do dự, vũ trụ chi linh lạnh nhạt nói, việc giấy mượn không có vấn đề gì chứ. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó vung bút, hôm nay mượn vũ trụ chi linh một tảng đá, con trai trả. Viết xong. Hắn còn in cả dấu tay. Vũ trụ chi linh nhìn Diệp Huyên, cất giấy mượn đi, sau đó nói, sao ngươi không bảo phụ thân ngươi trả,
Diệp Huyên đáp, ta đánh không lại ông ấy. Vũ trụ chi linh gật đầu, giơ ngón tay cái, có nghĩa là ngươi đánh thắng con trai ngươi đúng không? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, đi đến chư thần vực thôi. Hắn thật sự muốn đi tham gia hội chư thần ở chư thần vực. Gặp các vũ trụ chi linh khác. Có lẽ thật sự có thể mở mang tầm mắt. Vũ trụ chi linh gật đầu, được, đi thôi. Dứt lời, y vung tay áo, không gian trước mặt lập tức nứt ra, một đường hầm thời không xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau, sau đó đi vào. Sau khi vũ trụ chi linh tiến vào đường hầm thời không, khe hở thời không lập tức biến mất. Trong đường hầm thời không, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi chắc chắn không dẫn muội muội của ngươi đi cùng à? Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Vũ trụ chi linh nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi không dẫn muội muội theo thì nên khiêm tốn một chút, nếu không ngươi sẽ bị đánh đấy. Nếu ngươi dẫn muội muội theo, ngươi có thể ra oai thoải mái. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tiền bối xác định muốn ta dẫn muội muội theo à? Vũ trụ chi linh nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên cười giải thích, nếu ta dẫn muội muội theo, nàng mà nổi giận, ta cũng không ngăn cản được, khi đó, tiền bối cũng có thể biến mất khỏi cõi đời đấy. Vũ trụ chi linh lập tức im lặng. Người phụ nữ kia nổi giận đúng là thật sự không nói phải trái. Diệp Huyên cười nói, chuyến đi lần này, chúng ta chỉ đi trải nghiệm thôi. Vũ trụ chi linh gật đầu, vậy thì đi trải nghiệm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, trong lòng thầm đề phòng, người này rất xấu xa, phải cẩn thận một chút. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, gần đây thần linh của chân thế giới cũng không có động tĩnh quá lớn, bọn họ quên chúng ta rồi sao? Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng thấy khá lo lắng về thần linh bên phía chân thế giới, dù sao bây giờ những thần linh này đều cần do hắn giải quyết. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh vội nói, người đừng nhìn ta, chúng ta đã từng giao hẹn không thể nhúng tay vào tranh đấu của thế tục rồi. Nếu vũ trụ chi linh chúng ta nhúng tay vào, ta có thể cho ngươi biết, ngươi thật sự chỉ có thể gọi muội muội của mình thôi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta thấy hơi tò mò, trong vũ trụ chi linh, tiền bối thuộc cấp bậc gì vậy? Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, không thể nói là vô địch, nhưng ít ra là không ai dám coi thường. Diệp Huyên nhíu mày, thật sao? Vũ trụ chi linh hơi bất mãn, ngươi cảm thấy ta không lợi hại à? Diệp Huyên lắc đầu, ta tin ngươi mới là lạ. Chắc chắn tên này sống trên đời không ra làm sao cả, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bảo hắn dẫn muội muội theo. Lúc này, vũ trụ chi linh chợt nói thật, trong trận chiến này, nếu ngươi chỉ dựa vào bản thân thì rất khó. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, người không hiểu rõ về chân thế giới, nền văn minh này thật sự khá nghịch thiên. Năm đó nếu không nhờ chủ nhân bút đại đạo nhúng tay vào, thì vũ trụ này đã bị tiêu diệt rồi. Diệp Huyên chợt hỏi, có một khả năng thế này không, chủ nhân bút đại đạo không chỉ giải cứu vũ trụ này, mà còn giải cứu cả chân thế giới nữa. Vũ trụ chi linh cau mày, có ý gì? Diệp Huyên nhìn vũ trụ chi linh, muội muội. Đại ca và cha ta đều đang ở vũ trụ này. Theo ta được biết, ba người họ đã vô địch từ lâu lắm rồi. Vũ trụ chi linh im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không biết chủ nhân bút đại đạo có phải là ông trùm lớn nhất hay không? Vũ trụ chi linh lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyên nhìn về phía vũ trụ chi linh trầm giọng nói, theo ta được biết, ông ta cũng mong người phá thần, hơn nữa, còn mong người phá thần hơn cả ta. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh lạnh nhạt nói, có lẽ ông ta sợ ngươi mặc kệ hết thảy, một khi ngươi buông tay thì xong đời cả đám luôn. Diệp Huyên, vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài. Thật ra không chỉ chủ nhân bút đại đạo sợ Diệp Huyên buông tay, mà toàn bộ vũ trụ có ai không sợ đâu. Tên này một khi đã buông bỏ thì còn thần nào gánh nổi. Lúc này, phía xa có một ánh sáng trắng xuất hiện, ba người nhìn về phía ánh sáng trắng kia. Vũ trụ chi linh nhẹ giọng nói, đến rồi. Chư thần vực, chư thần vực. Sau khi đi xuyên qua ánh sáng trắng, ba người Diệp Huyên đi tới một vùng đám mây, trong đám mây phía cuối tầm mắt có một tòa đại điện sừng sững, đại điện nguy nga lộng lẫy, vô cùng sang trọng. Trên cửa đại điện có ba chữ to, chư thần điện.
Vũ trụ chi linh cất lời, lát nữa nhớ phải khiêm tốn đấy. Diệp Huyên nhìn về phía vũ trụ chi linh, có tiền bối bảo vệ, chúng ta không sợ. Vũ trụ chi linh đen mặt, ngươi đừng có gây chuyện. Diệp Huyên cười khẽ, không nói gì. Đương nhiên hắn không đến đây để gây chuyện, cũng không phải để ra vẻ, mà là đến gặp những vũ trụ chi linh này. Đối với chúng sinh trong vũ trụ, những vũ trụ chi linh này cũng giống như thần linh vậy. Dù sao, bọn họ muốn hủy diệt một vũ trụ cũng là chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, rất nhiều sinh linh cũng không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện, lúc nhìn thấy Diệp Huyên và Tần Quan, người đàn ông thoáng sửng sốt, các ngươi. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía vũ trụ chi linh, chắp tay cười nói, vũ thần. Vũ trụ chi linh cũng chắp tay, mậu thần, đã lâu không gặp. Mậu thần cười nói, đúng thế. Dứt lời, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Tần Quan, hai vị này là. Vũ thần đáp, bạn của ta. Mậu thần gật đầu, được, đi thôi, chúng ta vào trong điện nói chuyện. Vũ thần gật đầu. Mọi người đi vào trọng điện, nơi này rất rộng, có 12 cái ghế, mà bên trong đã có 3 người, 2 nam 1 nữ. Ba người nhìn thoáng qua Vũ Thần và Mâu Thần, sau đó thì nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, thấy hai người, cả ba đều sửng sốt. Rõ ràng là rất bất ngờ. Vũ Thần chắp tay, sau đó dẫn Diệp Huyên và Tần Quan đi sang một bên, y vung tay áo, bên cạnh ghế của y xuất hiện thêm 2 cái ghế mới. Đương nhiên không thể để Kháo Sơn Vương đứng rồi. Tên này thù dai lắm. Diệp Huyên và Tần Quan ngồi xuống, Diệp Huyên nhìn ba người phía xa. Sau đó hỏi, Vũ Thần, bọn họ là ai thế? Vũ Thần đáp, hai người đàn ông lần lượt là Mục Thần và Minh Thần, cách khá gần vũ trụ của chúng ta, còn cô gái kia là Âm Thần, cách chúng ta khá xa. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, bắt đầu có thêm người tiến vào, rõ ràng Vũ Thần đều quen bọn họ, vì thế đều vội vàng chắp tay chào hỏi. Lúc này, một cô gái áo trắng bước vào trong điện, cô gái có mái tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Thấy cô gái áo trắng, chúng thần đều vội đứng dậy chắp tay, Di Thần. Di Thần. Cô gái áo trắng gật đầu, sau đó đi về phía vị trí đầu dưới sự theo dõi của chúng thần, nàng ta nhìn thoáng qua mọi người, mời ngồi. Chúng thần ngồi xuống. Lúc này, Di Thần nhìn về phía Diệp Huyên và Tần Quan. Vũ Thần vội nói, hai người này là bạn của ta. Di Thần gật đầu, cũng không nói gì nhiều, nàng ta thu hồi tầm mắt. Sau đó nói, bây giờ chân thế giới ngày càng quá đáng, ta thấy, có vẻ chân thần kia không muốn tuân thủ giao hẹn của chúng ta năm đó nữa. Chúng thần đều gật đầu, nét mặt nặng nề. Còn Diệp Huyên thì hơi ngạc nhiên, nghe ý gì thần này thì hình như những thần linh của chân thế giới không chỉ nhằm vào sinh linh của vũ trụ bọn họ, mà cả những vũ trụ chi linh này nữa. Lúc này, Di Thần lại nói, các vị, bây giờ chúng ta phải đoàn kết mới có thể chống lại chân thần, nếu không. Chúng ta sẽ bị nàng ta từng bước lấn át. Một vũ trụ chi linh chợt nói, năm đó, ta đã đề nghị cùng nhau chống lại nàng ta, nhưng các vị đều cho rằng chân thần sẽ tuân thủ giao hẹn. Mà bây giờ, đã nhiều năm như thế, chân thần kia đã luân hồi gần 10.000 lần. Chẳng những thế, nàng ta còn có một đội quân thần linh trung thành, bây giờ dù chúng ta có hợp tác với nhau cũng chưa chắc có thể chống lại nàng ta. Chúng thần im lặng. Diệp Huyên bên cạnh Vũ Thần nhỏ giọng hỏi, chân thần chính là vũ trụ chi linh của chân thế giới à? Vũ Thần gật đầu, phải. Diệp Huyên gật đầu, hắn đã đoán được đại khái ngọn nguồn chuyện này rồi. Rõ ràng năm đó những vũ trụ chi linh này từng giao hẹn, mọi người phát triển trong hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Mà bây giờ, thực lực của vị chân thần kia ngày càng lớn mạnh, đã không còn muốn tuân thủ giao hẹn nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, mọi người hợp tác với nhau cũng không thể làm gì được chân thần kia ư. Vũ Thần im lặng. Diệp Huyên nhìn y, mạnh đến thế à? Vũ Thần khẽ thở dài, muội muội ngươi đánh ta dùng một kiếm. Mà nàng đánh ta cũng chỉ cần một chiêu. Diệp Huyên sửng sốt, mạnh đến thế à? Vũ Thần gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy tiền bối cảm thấy nàng mạnh hơn, hay muội muội ta mạnh hơn? Vũ Thần bình tĩnh đáp, dù sao thì bọn họ cũng đều áp đảo ta. Diệp Huyên.
Di thần ở phía xa chợt nói, các vị, trước kia chúng ta đều không ngờ chân thần kia lại có dã tâm đến thế, vì vậy, mọi người đều chỉ muốn phát triển bình thường thôi. Dứt lời, nàng ta lắc đầu, bây giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa quá lớn nữa. Việc cấp bách hiện tại là mọi người phải đoàn kết, cùng nhau chống lại những đại quân thần linh kia. Một vũ trụ chi thần trong đó cất lời, không thể đánh được, ngoài vũ trụ của di thần ngài, vũ trụ duy độ của chúng ta đều có cấp bậc thấp hơn chân thế giới, mấy thần linh bọn họ có thể dùng cách phân thân đến vũ trụ của chúng ta, mà chúng ta lại không thể đến thế giới của bọn họ, chẳng những thế, bọn họ còn có thể sống lại không có giới hạn. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, chỉ có thể chịu đòn thôi. Chúng thần im lặng. Trong tất cả vũ trụ, chỉ có vũ trụ duy độ của di thần là có cấp bậc cao hơn, có thể đi tới chân thế giới, nhưng cũng có giới hạn. Lúc này, tần quan chợt nói, có thể đi đến vũ trụ duy độ của chân thế giới của chân thần không? Nghe vậy, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía tần quan. Di thần cũng nhìn về phía tần quan không nói gì, nàng ta mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên xuất hiện trong tay nàng ta. Nàng ta bấm ngón tay, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt di thần. Nàng ta biết muốn những vũ trụ chi linh ở đây nói chuyện ngang hàng với bọn họ thì nhất định phải có thực lực để bọn họ công nhận. Khi chúng thần nhìn thấy kiếm thanh huyên, bọn họ đều sửng sốt. Di thần híp mắt, nàng ta cầm lấy kiếm thanh huyên quan sát một lúc, sau đó nhìn về phía tần quan, cô nương xưng hô thế nào. Tần quan cười đáp, tần quan. Di thần hỏi, kiếm này do ai chế tạo? Tần quan nhìn về phía Diệp Huyên, muội muội của hắn. Di thần thoáng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Di thần im lặng. Tần quan cười nói, Di thần tiền bối, vũ trụ của cô có thể đi đến chân thế giới không? Di thần thu hồi tầm mắt, sau đó gật đầu, được. Tần quan hỏi, có thể dẫn ta đi đến vũ trụ của cô không? Di thần lắc đầu, không thể. Vì vũ trụ duy độ của ta có cấp bậc cao hơn vũ trụ duy độ của vũ thần, vì thế, các ngươi cũng không thể tiến vào vũ trụ của ta. Tần quan cau mày. Lúc này, di thần lại nói, thanh kiếm này của ngươi rất đặc biệt, nhưng ta có thể cảm nhận được nó vẫn chưa hoàn toàn giải phong ấn. Nếu giải phong ấn thêm một chút, nó mới có thể vượt qua vũ trụ duy độ của ta. Diệp Huyên sửng sốt, chưa hoàn toàn giải phong ấn ư. Di thần gật đầu, đúng thế. Nhiều nhất cũng chỉ mới giải được 1/10 phong ấn thôi. Nghe thấy lời này, Diệp Huyên và tần quan đều bất ngờ. Nét mặt vũ thần cũng trở nên cứng đờ. Mới giải phong ấn 1/10. 1/10. Không thể không nói Diệp Huyên rất chấn động. Hắn vốn nghĩ rằng kiếm thanh huyên đã giải hết phong ấn rồi. Mà lúc này di thần lại nói với hắn rằng thanh kiếm này chỉ mới giải phong ấn chưa tới 1/10. Như thế thì quá đáng quá. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên, gọi tiểu hồn. Tiểu hồn cười khổ, ta cũng không biết, ta chỉ biết chỉ cần cắn nuốt các linh hồn mạnh mẽ là có thể đột phá được. Nói rồi, nàng ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, vị vũ thần bên cạnh người cũng có linh hồn rất mạnh mẽ, nếu để ta cắn nuốt thì chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều sức mạnh. Nàng không hề dùng huyền khí truyền âm, thế là sắc mặt vũ thần lập tức đen kịt đi. Diệp Huyên cũng hơi lúng túng, tiểu hồn này không biết ăn nói khéo léo gì hết. Diệp Huyên nhìn về phía vũ thần, cười bảo, nàng chỉ đùa thôi ha ha. Vũ thần im lặng không nói gì, người với kiếm không đứa nào tốt hết. Lúc này di thần đột nhiên nói, kiếm này rất đặc biệt, nếu có thể nâng cao thực lực lên nữa thì ngươi có thể dùng kiếm này tiến vào vũ trụ của ta. Nhưng vũ trụ duy độ của ta không giống với duy độ của vũ trụ chân thế giới, tuy vũ trụ của ta có thể tiến vào chân vũ trụ, nhưng cũng không hẳn là tùy tiện ra vào lúc nào cũng được, thao tác rất phiền phức. Diệp Huyên và tần quan nhìn nhau một lát, tần quan nói, nếu có thể đưa ta vào vũ trụ của cô thì có lẽ ta sẽ nghiên cứu ra được phương pháp nghịch duy độ. Di thần nhìn tần quan, thật không? Tần quan gật đầu, tất nhiên rồi, chúng ta đến tận đây không phải để chơi đùa. Di thần im lặng một lát rồi nói, kiếm này cắn nuốt linh hồn là có thể đột phá, đúng không? Tần quan gật đầu, đúng. Di thần bình tĩnh nói, vậy thì dễ thôi. Nói xong, nàng ta xòe tay ra, một chiếc bình gỗ xuất hiện trong tay nàng.
Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, đây là... Di thần cười nói, bình hồn, trong đó chứa rất nhiều linh hồn thần linh đến từ chân thế giới. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên hiểu ý hơi suy nghĩ một chút, kiếm Thanh Huyên lập tức bay vào trong bình hồn kia. À, đúng lúc này, bên trong bình hồn vang lên những tiếng hét sợ hãi, ngươi là kiếm quái gì vậy, tại sao có thể xóa đi bản thể của chúng ta? Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu thảm thiết và thê lương vang vọng ra từ trong bình hồn. Mà sắc mặt của nhóm di thần cũng dần trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn nhìn về phía vũ thần, không phải lúc trước cô cũng đã xóa sổ bản thể của một vị thần linh à? Tại sao chúng vẫn khiếp sợ đến vậy? Vũ thần lắc đầu, đó chỉ là một vài thần linh cấp thấp thôi, mà nói thật ra thì ta cũng không tính là chân chính xóa sổ được bản thể của họ. Diệp Huyên đen mặt đi, sao lúc đó ngươi không nói rõ ra? Vũ thần bình tĩnh đáp, lúc đó ngươi cũng có hỏi đâu. Diệp Huyên không nói gì. Đúng lúc này, bên trong bình hồn đột nhiên nổ ra một luồng khí tức linh hồn mạnh mẽ, khí tức ấy nhanh chóng tràn ra ngập đất trời, vô cùng đáng sợ. Mọi người nhìn chằm chằm vào bình hồn, trong mắt ngoại trừ vẻ nghiêm nghị ra còn có cả sự khiếp sợ. Đây là lần đầu bọn họ thấy được một sự tồn tại có thể dễ dàng xóa sổ bản thể của thần linh như vậy. Quá quắt thật sự. Di thần đứng đầu cũng phải đanh mặt lại. Đúng lúc này, bình hồn rung lên kịch liệt, Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt được nắm lấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố vô cùng đáng sợ ở bên trong thanh kiếm. Lột xác. Kiếm Thanh Huyên hơi rung lên, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta lại thăng cấp rồi. Hiện tại ta đã có thể chém nát tiểu tháp rồi á. Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nói, đột phá là tốt rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía di thần mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trong tay nàng ta quan sát một lát rồi nói, hẳn là được rồi. Tần Quan cười bảo, vậy ta đi với cô. Diệp Huyên cũng nói, ta cũng đi. Vũ thần đột nhiên nói, ta cũng đi theo với. Di thần gật đầu, nàng ta đứng dậy rồi nói, chư vị, các người cứ ở đây thương lượng tiếp, ta dẫn bọn họ đi xem sao. Các thần linh còn lại khẽ gật đầu. Di thần dẫn theo Diệp Huyên, Tần Quan và Vũ thần biến mất tại chỗ. Các thần linh ở lại nhìn nhau, ai nấy cũng đều có vẻ nghiêm nghị. Lúc này, âm thần đột nhiên nói, các vị, các ngươi cứ thảo luận đi, ta có việc phải trở về một chuyến. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Mà mục thần và minh thần nhìn nhau một chốc, sau rồi cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, cả nhóm vũ trụ chi linh đưa mắt nhìn nhau, một trong số đó trầm giọng nói, bọn họ sẽ không phản bội chứ. Mậu thần khẽ nói, chắc là không đâu. Khi nói câu này, gã cũng không quá chắc chắn. Lúc này, một vũ trụ chi linh đột nhiên nói, đi xem thử. Nghe vậy, chúng thần linh đều biến mất. Bên trong đường hầm thời không, Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía, hắn phát hiện đường hầm thời không này không hề đơn giản, nơi đây lấp lóe ánh sáng, tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí, mà lực lượng này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Lúc này, Di Thần đột nhiên nói, chúng ta sắp vào khu vực cao duy độ rồi, nên bây giờ thời không này đang bắt đầu bài xích các ngươi. Còn nếu tiến vào thời không cao vĩ độ thì nơi đó sẽ trực tiếp xóa sổ các ngươi. Nói rồi, nàng ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, hy vọng kiếm này có thể chống lại duy độ chi lực kia. Rồi nàng ta đưa kiếm cho Diệp Huyên. Nàng ta phát hiện kiếm này chỉ có thanh niên trước mắt này mới sử dụng được. Diệp Huyên nhận kiếm Thanh Huyên, vào giờ phút này, hắn đã cảm nhận được kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn thay đổi, có một sự biến hóa long trời lở đất. Cũng không biết Di Thần đã cho tiểu hồn cắn nuốt bao nhiêu linh hồn thần linh. Đương lúc này, Di Thần đột nhiên nói, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, đường hầm thời không nơi đó bị các lôi điện màu đỏ máu bao trùm rộng khắp. Thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại, hắn bước ra trước một bước, xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra ngoài. Xoẹt! Một luồng kiếm quang phá không lao đi, trong thời gian ngắn. Lôi điện màu đỏ xung quanh đột nhiên hóa thành từng luồng sáng đỏ lao về phía kiếm Thanh Huyên. Trong chớp mắt, kiếm Thanh Huyên đã bị nhấn chìm. Nhìn thấy tình cảnh này,
Diệp Huyên híp mắt lại. Ầm ầm. Chợt, kiếm Thanh Huyên bỗng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, trong chớp mắt, luồng sáng đỏ kia đã bị chém nát, cùng lúc đó, những lôi điện màu đỏ xung quanh thời không chợt thối lui như thủy triều rút nước. Thấy thế, trong mắt Di Thần ánh lên vẻ khiếp sợ, ta vẫn đánh giá thấp thanh kiếm này rồi, không ngờ duy độ chi lực lại sợ nó như thế. Diệp Huyên cười, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trong tay hắn. Di Thần liếc mắt nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, mọi người lập tức biến mất. Chẳng mấy chốc, mọi người đã xuyên qua đường hầm thời không, đi đến một vùng vũ trụ khác. Lúc này Tần Quan nhìn về phía Di Thần, tiền bối, làm sao để đến chân thế giới? Di Thần phất tay áo lên, thời không nứt ra, một con đường lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Di Thần trầm giọng nói, đây là đường thông chân được một vài cường giả mạnh mẽ ở vũ trụ này mở ra lúc trước, qua được con đường này là sẽ đến chân thế giới, nhưng trên đường đi không chỉ có duy độ chi lực vô cùng vô tận, mà còn có siêu duy độ chi lực đáng sợ nữa, nếu như không gặp phải nó thì sẽ đến được chân thế giới, nhưng nếu gặp phải thì sẽ chết chắc. Siêu duy độ chi lực. Diệp Huyên hỏi, siêu duy độ chi lực là duy độ chi lực của chân thế giới đúng không? Di Thần gật đầu. Tần Quan đột nhiên xòe tay ra, một chiếc tháp nhỏ đột nhiên bay vào trong đường thông chân, chẳng mấy chốc, vô số sức mạnh thần bí bao phủ lấy con đường này, bắt đầu thu thập dữ liệu. Đúng lúc này, Di Thần cau mày lại, không được. Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Di Thần, khẽ nhíu mày, sao thế? Di Thần trầm giọng nói, đám mục thần, minh thần và âm thần có lẽ đã đi mật báo rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đanh lại. Mấy người muốn chơi à? Sắc mặt Di Thần cực kỳ âm u, đúng là ngu xuẩn. Hiện tại liên thủ đối đầu với chân thần thì chúng ta còn có một chút cơ hội, còn nếu bây giờ mà nội chiến, chờ chân thần tiêu diệt chúng ta, bọn họ cũng khó mà trốn được cái chết. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Di Thần trầm giọng nói, nếu bọn họ đi mật báo thật thì rất có khả năng bên chân thế giới sẽ có hành động trước. Nói đoạn, nàng ta hơi do dự rồi mới nói tiếp, không biết chân thần có nhằm vào vũ trụ của các ngươi hay không? Diệp Huyên do dự một lúc rồi bảo, tại sao chân thần gì đó không nhằm vào vũ trụ của các cô trước? Di Thần liếc mắt nhìn Tần Quan, sau đó nói, nếu như nàng thật sự nghiên cứu ra được cách nghịch duy độ thì sẽ uy hiếp được chân thế giới. Bởi vì hiện tại chân thế giới có ưu thế lớn hơn các vũ trụ khác đều là vì duy độ này, còn nếu Tần cô nương nghiên cứu ra được ngọn ngành thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng có thể tiến vào lãnh địa của hộ để săn giết. Đây chắc chắn là điều chân thế giới không thể chấp nhận được. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi nói cách khác, có lẽ bọn họ sẽ phát động tổng tiến công với chúng ta. Đúng. Phú thần ở bên đột nhiên nói, lúc trước chỉ có một vài thần linh bình thường tấn công vũ trụ của chúng ta, cường giả nòng cốt của chân thế giới căn bản không thèm quan tâm đến, nhưng bây giờ có thể chúng sẽ đến thật. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi chuẩn bị trước đi. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau một lát, Diệp Huyên cười khổ, còn tưởng rằng sẽ có thời gian để phát triển một chút, bây giờ xem ra là hết cách rồi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ta có thể nghiên cứu ra cách nghịch duy độ. Diệp Huyên gật đầu, ta tin cô. Tần Quan nói, chúng ta về thế giới hư chân đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Nói rồi, hắn nhìn về phía Di Thần rồi nói, Di Thần, cáo từ. Di Thần đột nhiên hỏi, cần ta giúp đỡ gì không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, rồi nói, có tiền không? Bây giờ bản thân hắn không cần tiền lắm, nhưng Tần Quan lại cần, những thứ Tần Quan nghiên cứu thật sự rất hao tiền. Di Thần gật đầu, nàng ta xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan, trong nhẫn có hơn 100 triệu linh nguyên. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn rồi nói, đa tạ. Di Thần lắc đầu, việc đối kháng chân thần là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Thần, mí mắt Vũ Thần giật lên, ngươi nhìn ta làm gì? Đồ của ta bị các ngươi mượn dùng hết rồi, bây giờ ta chẳng có gì hết. Diệp Huyên bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta có chung kẻ địch đấy, cô không tỏ lòng thành gì nữa à? Vũ Thần trầm mặc. Mẹ kiếp! Đồ đạc gì cũng đều bị ngươi cầm đi sạch rồi,
còn lòng thành đếch gì nữa. Đúng là tên Diệp Bào tận xương. Phú thần khẽ thở dài, sau đó nói, ta thật sự không còn gì hết. Đồ của ta đều ở trong 6 cái tháp đó, cả 6 cái đều bị ngươi xách đi rồi. Bây giờ ta thật sự đúng kiểu đến cả cọng lông cũng không còn. Diệp Huyên nói, không có tiền thì ra chút sức đi. Phú thần cười khổ, không thể. Bây giờ mà ta ra tay thì chẳng khác nào phá vỡ hiệp ước vũ trụ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không phải chân thần đã phá vỡ rồi à? Phú thần trầm giọng nói, nàng ta chỉ sắp phá thôi, nhưng vẫn chưa phá, nếu như bây giờ ta ra tay thì vừa khéo cho nàng ta một cái cớ. Lúc ấy, những vũ trụ khác cũng không dám giúp chúng ta. Diệp Huyên không nói gì. Các cô đúng là bị người ta bắt bí toàn diện. Di thần ở bên cũng nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta không thể để nàng ta có được cái cớ nào hết. Nói đoạn, nàng ta khẽ cười, cũng đừng lo lắng quá, hiện tại có lẽ nàng ta sẽ không tấn công vũ trụ của các ngươi ngay đâu. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn phải chuẩn bị kỹ càng trước đã. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Tần Quan, chúng ta về chiến trường hư chân đi. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên mở tay ra. Kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn nhanh chóng dẫn Tần Quan biến mất ngay tại chỗ. Phú thần nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Di thần nhẹ giọng nói, xem ra vị chân thần kia đã có chút gấp gáp rồi. Phú thần cười bảo, bình thường thôi, nàng ta đã đạt đến trình độ đó, nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể cắn nuốt những vũ trụ chi linh của chúng ta, chỉ có như thế nàng ta mới có thể đột phá một lần nữa. Di thần đột nhiên nói, kiếm của thanh niên kia cực kỳ đặc biệt, người tạo ra kiếm này chắc chắn không phải người thường. Phú thần lắc đầu cười. Di thần hỏi, sao vậy? Phú thần quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, khẽ nói, thật ra, có nhiều khi. Có nhiều người đều mong hắn sẽ làm một kháo sơn vương. Di thần khẽ nhíu mày, không rõ ý gì. Bên trong đường hầm thời không? Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, lo không? Diệp Huyên lắc đầu cười, lo thì chắc chắn là có rồi, nhưng cũng không quá mức. Tần Quan khẽ mỉm cười, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, có câu nói này của cô, ta bỗng thấy hết lo ngay, ha ha. Tần Quan lườm Diệp Huyên một cái, ta không biết đánh nhau đâu đó. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cô không biết đánh nhau. Nhưng cô còn đáng sợ hơn người biết đánh nhau nữa. Tần Quan cười cười, không nói gì. Diệp Huyên bỗng nghiêm túc nói, vốn dĩ cô có thể không dính đến chuyện này. Tần Quan chớp mắt, vậy ngươi cứ chống đỡ một mình như vậy, chẳng phải rất mệt sao? Diệp Huyên thấy ấm áp trong lòng, cười nói, vậy cứ đấu một trận với những thần linh kia đi. Tần Quan gật đầu, được. Chẳng mấy chốc. Diệp Huyên và Tần Quan đã về tới chiến trường hư chân. Diệp Huyên và Tần Quan lập tức triệu tập tất cả cường giả nơi đây lại, sau đó lấy trang bị ra phân phát cho từng người. Mà khoảng thời gian này, sau khi những cường giả của thế giới hư chân tu luyện ở trong tiểu tháp thì thực lực đã tăng lên rất nhiều so với quá khứ. Nhất là sau khi Diệp Huyên và Tần Quan lấy được công pháp và bảo vật từ vũ trụ thần linh, sau đó Tần Quan còn đem đi cải thiện một đợt rồi mới đưa cho họ tu luyện. Lại thêm vô số linh mạch cùng linh nguyên bên trong tiểu tháp. Có thể nói, bây giờ cường giả của thế giới hư chân đã mạnh hơn rất nhiều lần so với năm xưa khi chủ nhân Bút Đại Đạo lãnh đạo. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tần Quan bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thông thiên tháp này. Việc cấp bách bây giờ là nghiên cứu ra được phương pháp phá duy độ, để vũ trụ quan huyên cũng có thể đến chân thế giới, nếu không vũ trụ quan huyên sẽ vĩnh viễn là bên bị động chịu đòn. Bởi vậy, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của nàng là nghiên cứu ra cách phá duy độ. Mà Diệp Huyên thì lại lặng lẽ rời khỏi chiến trường hư chân, lần này hắn về lại thư viện quan huyên nhưng lại không báo với người nội các, mà chỉ tìm đến nhóm Mạc Vân Khởi. Bên trong một cung điện nhỏ, Diệp Huyên ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc hỏi, lại sắp đại chiến rồi à? Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, đừng lo, có ta ở đây. Mạc Vân Khởi còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã bảo, hôm nay đừng nói những chuyện đó nữa. Huynh đệ chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. Nói rồi, hắn thuận thế nằm luôn trên ghế,
cúi hai tay sau đầu, khẽ nói, khỏi phải nói luôn, ta thật sự có nhớ quãng thời gian còn ở thư viện Thương Lan. An Chi đột nhiên nắm chặt lấy tay của Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, sắp xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Diệp Huyên nắm ngược lại tay của Kỳ An Chi, cười đáp. Không có gì đâu, nói rồi hắn đứng dậy, ta đi nấu cơm cho mọi người. Nói xong, hắn đi về phía nhà bếp. Bên trong phòng bếp, Diệp Huyên bắt đầu thổi lửa nấu cơm, tuy đã lâu lắm rồi không làm những chuyện này, nhưng hắn vẫn rất thạo việc. Lúc này, Kỳ An Chi bỗng đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cầm lấy một cái kẹp gắp than rồi khẽ nói, để ta giúp. Diệp Huyên cười, ừ. Kỳ An Chi bắt đầu nhóm lửa, Diệp Huyên thì quay sang thái rau. Kỳ An Chi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nhỏ giọng hỏi, nếu năm đó cứ ở lại thư viện Thương Lan sống như vậy cả đời, người có đồng ý không? Diệp Huyên gật đầu, đồng ý. Kỳ An Chi hơi cong môi lên. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Kỳ An Chi, cười bảo, An Chi, cô cười lên trông đẹp lắm. Kỳ An Chi hơi cúi đầu, vậy sau này ta sẽ cười nhiều hơn. Diệp Huyên cười ha ha, ừm. Nửa canh giờ sau, nhóm Diệp Huyên đã quây quần một bàn. Lần này, Diệp Huyên nấu rất phong phú xa xỉ, tận mười mấy món. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch im lặng không nói gì. Diệp Huyên nhìn hai người một lát rồi cười bảo, ăn thôi. Nói xong, hắn bắt đầu gắp đồ ăn. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng cầm đũa lên, có điều cả hai vẫn không ai nói gì. Diệp Huyên có chút bất mãn, hai tên các ngươi đừng có khiến bầu không khí nặng nề như vậy chứ, đúng là sắp có đại chiến, nhưng cũng có phải là sắp chết ngay đâu. Hai ngươi làm vậy cứ như sắp tiễn ta đâm đầu vào chỗ chết không á. Mạc Vân Khởi cười khổ, chỉ là do ngươi khác thường quá. Bình thường ngươi bận rộn không hết, bây giờ lại đến nấu cơm cho chúng ta, ngươi thấy có lạ không? Diệp Huyên có chút cạn lời, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đây là lần cuối cùng ta nấu cơm cho các ngươi ăn à? Mạc Vân Khởi cười, đừng nói mấy lời xui xẻo vậy chứ. Nào, hiếm khi tụ tập một phen, hôm nay chúng ta không say không về. Diệp Huyên cười ha ha, nâng một chén rượu trước mặt lên, cạn. Mấy người uống một hơi cạn sạch. Chẳng mấy chốc, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đã thả lỏng hết, bữa ăn này ai cũng cười nói vui vẻ. Diệp Thổ Phỉ, năm đó ngươi quá là xấu xa, không chỉ nhiều kế vặt mà còn hay hại chúng ta, lúc đó ta thật sự muốn đấm ngươi vài trận đó, ha ha. Diệp Thổ Phỉ thì khỏi nói, ngày nào cũng nghĩ cách hại người, tệ hết chỗ nói. Nhưng Diệp Thổ Phỉ cũng rất nghĩa khí, huynh đệ tốt. Đêm khuya, Diệp Huyên rời khỏi đại điện, mà bên cạnh hắn là Kỳ An Chi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không có trăng sáng, nhưng lại có sao đầy trời. Diệp Huyên chủ động nắm lấy tay Kỳ An Chi rồi chậm rãi bước về phương xa, khẽ nói cảm giác này thật sảng khoái. Kỳ An Chi không nói gì. Diệp Huyên nhìn giai nhân ở bên, đừng lo, trên đời này không một ai có thể giết được ta. Kỳ An Chi khẽ gật đầu, ừ. Hai người cứ chậm rãi rảo bước đi, vừa nói vừa cười, trông rất ấm áp. Chẳng biết lúc nào, Diệp Huyên bỗng nhẹ giọng nói, sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ hỏi cưới nàng, được không? Kỳ An Chi khẽ run lên, một lát sau, nàng gật đầu, đáp, được. Sáng sớm, ở nơi nào đó trong thư viện, có một cô gái đang huấn luyện binh lính. Cô gái thân mang giáp bạc, eo đeo đao cong. Khương Cửu. Bây giờ nàng đang thống ngự một nhánh ngự lâm quân, tổng cộng có mười mấy vạn quân. Bỗng, Khương Cửu như cảm nhận được gì đó nên xoay người lại, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Chính là Diệp Huyên. Nhóm binh lính phía sau Khương Cửu đồng loạt quỳ xuống đất, run giọng hô, bái kiến kiếm chủ. Diệp Huyên phất tay, cười nói, các ngươi lui xuống đi. Nhóm binh lính cung kính thi lễ, sau đó lui đi. Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt, khẽ mỉm cười, tiểu Cửu. Khương Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc rồi mới cười, tìm ta à? Diệp Huyên cũng cười, tất nhiên rồi. Khương Cửu lườm Diệp Huyên một cái, ta còn tưởng huynh quên ta rồi ấy chứ. Diệp Huyên đi tới trước mặt Khương Cửu, hắn xòe tay ra, một thanh kim đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ nói, nghĩa tặng đao của cô, Diệp Huyên ta cả đời cũng không quên. Khương Cửu nở nụ cười,
nhưng cười rồi lại bật khóc. Diệp Huyên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khương Cửu, cười hỏi, sao lại khóc? Khương Cửu cong môi lên, vì vui đó. Diệp Huyên cười ha ha giòn tan, vang vọng khắp xung quanh. Bên trong một quán rượu, có một cô gái đang ngồi sau quầy gảy bàn tính, không biết là đang tính gì. Chợt, cô gái ngẩng đầu lên, khi thấy rõ người đến là ai thì hơi ngẩn người, nhưng một lát sau, trong mắt nàng bỗng ngấn nước, rồi lệ cứ rơi xuống lã chã. Diệp Huyên đi tới trèo qua quầy gỗ, dừng lại ngay trước mặt cô gái, cười nói, Tiểu Đạo, lâu rồi không gặp. Tiểu Đạo hơi cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt tủ. Diệp Huyên khẽ hỏi, sao cô lại không đi tìm ta? Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi đã là kiếm chủ nhân gian. Diệp Huyên cười nói, có đang giận ta không? Tiểu Đạo gật đầu, ban nãy thì có. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ thì sao? Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không giận nữa. Diệp Huyên cúi người, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Tiểu Đạo, khẽ nói, xin lỗi. Tiểu Đạo cúi đầu, không sao. Diệp Huyên nắm tay Tiểu Đạo, ta biết cô ở đây chờ ta. Tiểu Đạo nắm ngược lấy tay Diệp Huyên, ta biết ngươi sẽ đến. Trên một hòn đảo nào đó, có một cô gái đang tựa người vào cây, tay cầm quyển sách. Cô gái đọc sách một cách say sưa. Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Cô gái quay đầu nhìn, khi thấy là ai đến thì bỗng sững sờ tại chỗ, sách trong tay cũng rơi bộp xuống đất. Diệp Huyên cười nói, Đạo Nhất, lâu rồi không gặp. Đạo Nhất nhặt sách lên, sau đó xoay người lại, khẽ nói, Diệp kiếm chủ, sao ngươi lại đến đây? Diệp Huyên đi tới bên cạnh Đạo Nhất, khẽ nói, ta biết cô ở đây nên đến gặp. Đạo Nhất hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyên cầm lấy sách cổ ở trong tay Đạo Nhất, khi thấy tên quyển sách thì hắn bỗng sững người, kiếm chủ nhân gian truyện. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên nên mở ra đọc, một lát sau hắn đã thấy buồn cười, sao bịa quá vậy trời. Đạo Nhất giật lấy quyển sách, lườm Diệp Huyên một cái, không nói gì. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tại sao không đi tìm ta? Đạo Nhất hỏi ngược lại, vậy sao ngươi không tìm ta? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chẳng phải ta đến rồi đấy sao? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, nàng cứ nhìn như thế, để rồi nước mắt lăn dài. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đạo Nhất, khẽ nói, xin lỗi. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, nàng ta chậm rãi dụi người vào lòng Diệp Huyên, nhỏ giọng nói, ta cứ nghĩ ngươi đã quên ta mất. Ta còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ trở về. Ta cứ nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Đạo Nhất, khẽ nói, sao lại thế được? Nói rồi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, lúc này đây, tim của hắn không hiểu tại sao lại nhói lên. Từ Thanh Thành đi đến hiện tại, chính hắn cứ mãi mê tu luyện, bỏ quên biết bao người ở cạnh. Trải qua rất nhiều chuyện, trưởng thành lên rất nhiều lần, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Hắn vượt qua được kẻ địch, đồng thời cũng bỏ lại cố nhân ở đằng sau. Nhưng đời hắn thật sự rất khổ. Nếu không liều mạng tu luyện, sao có thể dễ dàng sống sót? Trong một khoảng trời tuyết giá, một cô gái ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, xung quanh gió lạnh rít gào, lạnh cắt da cắt thịt. Lúc này, trên mặt tuyết đột nhiên vang lên tiếng tuyết vỡ giòn tan. Lông mày của cô gái hơi nhíu lại, nàng ta mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi về phía mình. Khi nhìn rõ người đàn ông, nàng ta chợt sững người tại chỗ. Người đàn ông đi tới trước mặt nàng ta, cười khẽ, Thiên Mạt cô nương, đã lâu không gặp. Cô gái tên Thiên Mạt không biến sắc, thì ra là kiếm chủ nhân gian à, sao hôm nay lại có thời gian tới chốn này thế? Diệp Huyên tiến thêm một bước, nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết trên mái tóc Thiên Mạt, khẽ nói, ta nhớ cô. Người Thiên Mạt cứng đờ, một lúc sau nàng ta hơi cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền tuyết rồi nhanh chóng kết thành băng. Bỗng nhiên Thiên Mạt ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nàng ta cứ vậy nhìn hắn, tuy trên mặt không ngừng có nước mắt tuôn ra nhưng trong mắt nàng ta lại đầy vẻ bướng bỉnh. Một số người rời đi không có một chút tin tức, dường như biến mất khỏi thế gian này. Thật bực mình. Diệp Huyên cúi người hôn nhẹ lên lông mày của Thiên Mạt, sau đó ôm nàng ta vào lòng, nhẹ giọng cất lời, là lỗi của ta.
là lỗi của ta. Lúc này, nước mắt trên mặt cô gái càng nhiều hơn. Mà những tủi thân uất ức bao nhiêu năm nay cũng biến mất vào thời điểm này. Tiên cổ thành. Diệp Huyên đi trên đường, đường phố người qua người lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trên bầu trời xa đột nhiên xuất hiện tiếng rồng gầm, sau đó là một luồng long uy đáng sợ từ trên trời quét xuống. Tất cả người trong thành đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời có một con rồng khổng lồ dài vạn trượng đang bay vút tới, mà trên đầu con rồng có một người đàn ông áo xanh đang đứng. Trên đường, có người ngạc nhiên hô lên, là Trương Trần của Huyền Tông, đây là thiên tài tuyệt thế vạn năm hiếm gặp của Huyền Tông. Thế mà hắn lại ký kết khế ước bình đẳng với Thiên Long tộc, thật kinh khủng. Trương Trần, hắn đang định làm gì vậy? Làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết hắn đang theo đuổi đại tiểu thư của Tiên Cổ Thành à? Thì ra là vậy. Nghe cuộc nói chuyện của mọi người, Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười, bước nhanh về hướng xa. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã tới phủ thành chủ, lúc này một ông lão ngăn hắn lại. Ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cảnh giác, ngươi là ai? Diệp Huyên chớp mắt, ông không biết ta. Ông lão khẽ nhíu mày, quan sát Diệp Huyên một lượt rồi lắc đầu, không biết. Mặt Diệp Huyên đen xì. Ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi nổi tiếng lắm à? Diệp Huyên lấy một cuốn sách cổ ra, tên cuốn sách là Kiếm Chủ Nhân Gian Truyện. Đây là sách do người ta bịa ra. Nên viết rất khoa trương, ngầu ghê gớm. Quan trọng nhất là trong sách có chân dung của hắn. Diệp Huyên mở trang đầu ra đưa cho ông lão vừa thấy bức chân dung đã ngẩn người, nhìn bức chân dung rồi lại nhìn Diệp Huyên, cuối cùng ông ta run run hỏi, ngươi có Kiếm Thanh Huyên trong truyền thuyết không? Diệp Huyên xòe tay, Kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Phịch! Ông lão quỳ xuống, run rẩy nói, Kiếm Chủ, sao ngài lại tới đây? Trước khi tới ngài hãy nói trước một tiếng chứ. Ngài tới thế này dọa mọi người chết khiếp đấy. Diệp Huyên cười, mau đứng lên đi, ta tới đây làm chút việc, ông đừng làm ầm lên. Ông lão vội nói, cải trang vi hành ạ. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão gật đĩa lia lịa, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Huyên cười, sau đó xòe tay ra, một cuốn sách cổ bay tới trước mặt ông lão, ông giữ quyển công pháp này lại mà tu luyện đi. Ông lão mở ra sau đó lại quỳ xuống. Run rẩy nói, Kiếm Chủ ta lạy ngài một lạy trước nhé. Nói rồi ông ta lạy vài lạy, khi ngẩng đầu lên thì Diệp Huyên đã biến mất. Ông lão sững người. Diệp Huyên vừa tới nội điện đã nghe thấy một giọng nói, yêu cô nương, Trương Trần ta thật lòng thích cô, vì sao cô lại từ chối ta hết lần này đến lần khác? Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong điện với vẻ mặt không cảm xúc. Bên cạnh nàng ấy còn có một ông lão tóc bạc phơ. Người này chính là lão tổ của Tiên Cổ tộc Tiên Cổ Lân. Tiên Cổ Lân nhìn Tiên Cổ Yêu, bình tĩnh nói, cô nhóc, Trương Trần công tử rất được, người đừng kén chọn nữa. Tiên Cổ Yêu bình thản nói, lão tổ, ta nghe nói ông đã nhận không ít trụ tinh của Huyền Tông, chuyện này có phải là thật không? Hỗn láo! Tiên Cổ Lân nổi trận lôi đình, con nhóc chết tiệt này nói linh tinh gì thế hả? Lão tổ ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi đừng hiểu lầm người tốt. Ta nói cho ngươi biết ta đã đồng ý với lão tổ của Huyền Tông rồi, hôn sự này cứ quyết định vậy đi. Tiên Cổ Yêu nhìn Tiên Cổ Lân, ta đã có người mình thích rồi. Nghe vậy, Trương Trần của Huyền Tông ở cách đó không xa nhíu mày, mà Tiên Cổ Lân thì lại đập vỡ chiếc bàn bên cạnh, tức giận quát, ngươi đã có người mình thích. Ngươi gọi hắn tới đây, xem lão phu có đập chết hắn không. Tiên Cổ Yêu siết chặt hai tay, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì hết. Trong lòng cảm thấy tủi thân, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi. Lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên ngoài điện, ta tới rồi đây. Tiên Cổ Yêu sửng sốt, nhìn ra ngoài điện, ở đó có một người đàn ông đang chậm chậm bước đến. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, nước mắt Tiên Cổ Yêu trào ra như vỡ bờ, bóng dáng của chàng thanh niên cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Tiên Cổ Yêu vội vàng lau nước mắt. Nhìn người đàn ông từ xa đi tới mà cứ ngỡ là đang mơ, vì thế nàng tự nhéo mình thật mạnh. Đau. Là thật. Tiên Cổ Yêu khóc một lúc rồi bật cười. Trương Trần quay người nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh băng. Mà Tiên Cổ Lân thì càng tức giận không kiềm chế được,
lão ta đứng dậy trừng mắt nhìn Diệp Huyên đầy giận dữ, ngươi chính là người mà con nhóc chết tiệt kia thích. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tiên cổ Lân bật cười, ngươi có thân phận gì mà cũng xứng với người của tiên cổ tộc ta. Diệp Huyên chớp mắt, ta và tiểu yêu thật lòng yêu nhau. Vớ vẩn. Tiên cổ Lân xua tay, ngươi đừng nói dối lão phu hỏi ngươi Trương Trần là thiên tài tuyệt thế vạn năm hiếm gặp của Huyền Tông, hơn nữa lại là thiếu tông chủ của Huyền Tông, không chỉ vậy còn ký khế ước bình đẳng với thiếu tộc trưởng của Thiên Long tộc, quan trọng nhất là năm sau hắn sẽ đến đại lục tiểu quan, trở thành đệ tử nòng cốt của thư viện Quan Huyên, còn ngươi thì sao? Nói xong lão ta quan sát Diệp Huyên rồi bảo, nhìn cách ăn mặc của ngươi chắc ngươi chẳng là cái thá gì đúng không? Nghe tiên cổ Lân nói thế, tiên cổ yêu ở bên cạnh che miệng bật cười. Ngay khi Diệp Huyên đang định lên tiếng thì tiên cổ Lân bỗng tiến lên một bước, lão ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khí thế đáng sợ bao phủ lấy hắn, trong mắt lão ta có sát ý. Diệp Huyên cau mày. Tiên cổ Lân nói, lão phu đánh chết ngươi. Nói xong lão ta chuẩn bị ra tay. Lúc này, một tiếng quát tức giận bỗng vang lên, dừng tay. Tiên cổ Lân sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang bước nhanh đến. Người này không ai khác chính là tiên cổ Bắc, thành chủ hiện tại của tiên cổ thành. Mà năm xưa ông đã từng gặp Diệp Huyên, hơn nữa còn từng qua lại với hắn. Khi tiên cổ Bắc nhìn thấy Diệp Huyên thì như bị sét đánh trúng, giây tiếp theo ông bước nhanh đến trước mặt hắn, từ từ quỳ uống run run nói, không biết ngài đến. Mong ngài thứ tội. Diệp Huyên đỡ tiên cổ Bắc dậy, cười bảo, nhạc phụ đừng làm thế. Nhạc phụ. Tiên cổ Bắc sững người, sau đó chợt trở nên kích động. Đậu má. Mình trở thành nhạc phụ của kiếm chủ nhân gian rồi. Diệp Huyên đi tới trước mặt tiên cổ yêu, xòe tay ra cười nói, ta đến muộn. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên nắm lấy tay nàng ấy, ở đây ồn quà, chúng ta đổi nơi khác đi. Nói xong hắn kéo tiên cổ yêu đi ra khỏi thành. Tiên cổ Lân ngẩn người, sau đó nổi giận đùng đùng, hỗn xược, ngươi. Ngươi đúng là hỗn xược. Tiên cổ Bắc tức giận chỉ vào tiên cổ Lân, ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn. Tiên cổ Lân cả giận, đồ nghịch tử, đường đường là tộc trưởng mà lại quỳ trước người ngoài, đúng là làm mất hết mặt mũi của tiên cổ tộc. Nói xong lão ta phất tay áo. Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay tiên cổ Bắc. Xa xa, Diệp Huyên kéo tiên cổ yêu dừng lại, quay đầu nhìn tiên cổ Lân kia, lão ta nhìn hắn chằm chằm, người đúng là không coi lão phu ra gì. Nói xong lão ta nắm chặt tay phải, trong nháy mắt một luồng sức mạnh kinh người bao phủ lấy Diệp Huyên. Láo xược. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, giây tiếp theo hơn 100.000 cường giả mặc chiến giáp màu đen cùng nhau xông ra. Quan Huyên vệ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngẩn ra. 100.000 quan Huyên vệ đồng loạt quỳ xuống, bái kiến kiếm chủ. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Huyên, quỳ một gối xuống, run rẩy nói, kiếm chủ, chúng ta tới cứu giá muộn, tội đáng muôn chết. Kiếm chủ. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, tiên cổ Lân như bị sét đánh, đứng đờ ra tại chỗ. Trương Trần kia cũng nhũn người, ngã khuỵu xuống đất. Mà trong cơ thể gã có một luồng ánh sáng trắng bay ra, sau đó một người đàn ông nhanh chóng quỳ một gối trước mặt Diệp Huyên từ nơi cách đó không xa, run rẩy thưa, thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Tần bái kiến kiếm chủ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lắc đầu cười, cứu giá cái gì? Ở vũ trụ này ai có thể khiến ta bị thương được? Người đàn ông trung niên cúi đầu im lặng. Diệp Huyên cười bảo, đứng lên hết đi. Người đàn ông trung niên do dự một lúc mới từ từ đứng dậy, 100.000 quan Huyên vệ cũng nhanh chóng đứng dậy. Diệp Huyên nhìn tiên cổ Lân cách đó không xa, lão ta quỳ rạp xuống đất, run run nói, kiếm chủ. Diệp Huyên kéo tay tiên cổ yêu, nhìn nàng nói, người này tâm địa bất chính, cũng không có ý tốt với cô và phụ thân cô, giữ lại tiên cổ tộc của cô cũng là tai họa, vậy nên. Nói xong hắn nhìn lên trời, luân hồi chi chủ ở đâu? Dầm. Bầu trời bỗng nứt ra, một người đàn ông trung niên phá thời không bước tới, cung kính hành lễ với Diệp Huyên, bái kiến kiếm chủ. Diệp Huyên nhìn tiên cổ Lân, đưa người này vào luân hồi, chịu khổ 100 kiếp mới được giải thoát.
Luân hồi chi chủ vội đáp, tuân lệnh. Tiên cổ lân kia bò dậy, tức giận nói, ta không phục. Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyên nhìn tiên cổ lân, ông có thể gọi tổ tông. Tổ tiên tiên cổ tộc. Gọi tổ tông. Nghe Diệp Huyên nói thế, tiên cổ lân lập tức tái mặt. Gọi tổ tông. Gọi tổ tông ra sợ rằng tổ tông sẽ lột da lão ta mất. Diệp Huyên kéo tiên cổ yêu đi về phía xa. Trong mây mù, Diệp Huyên dắt tiên cổ yêu chậm chậm bước đi, phía cuối trời hoàng hôn đỏ rực như máu, cực kỳ xinh đẹp. Tiên cổ yêu khẽ nói, ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa. Diệp Huyên cười bảo, sao có thể thế được, tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, còn đi nữa không? Diệp Huyên gật đầu. Tiên cổ yêu hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, sẽ như trước đây, đi rồi là không còn tin tức gì nữa sao? Diệp Huyên cười đáp không, sẽ không bao giờ như thế nữa. Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, khóe miệng hơi nhếch lên, được. Diệp Huyên cười to. Tiên cổ yêu nắm chặt tay Diệp Huyên, cứ như vậy, hai người đi về phía bầu trời xa. Màn đêm buông xuống. Diệp Huyên một mình đi tới một vùng tinh không, tinh quang của tinh không này rất sáng, rực rỡ sắc màu. Trong tinh không này có gần trăm cây cổ thụ cao chót vót, mà trên cành của những cây cổ thụ này đều có buộc hạc giấy nhỏ. Biển tinh không. Hắn và Thanh Nhi váy trắng đã từng đến đây để ước. Biển tinh không hiện giờ vẫn rất nhiều người, nhưng những người tới đây phần lớn đều là các cặp đôi yêu nhau. Mà bên cạnh một cây cổ thụ có một ông lão đang đứng, ông ta mặc quần áo vải gai, mái tóc hoa râm, trước mặt trải một tấm vải, bên trên viết, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Ông lão đang xem bói cho một cặp tình nhân, ông xòe tay. Xung quanh đôi tình nhân lập tức xuất hiện hai đường chỉ đỏ mà chỉ có ông nhìn thấy. Đầu hai sợi chỉ nối liền với nhau, nhưng ở giữa lại có một đoạn bị xoắn lại rất rối, sau cùng thì tách ra, đi về hai hướng. Ông lão im lặng một lúc rồi rời mắt, nhẹ giọng nói, đường tình duyên của hai vị trắc trở, con đường phía trước không dễ dàng, nếu hai vị thật lòng yêu nhau thì chắc chắn có thể đi được đến cuối cùng. Người đàn ông nhíu mày, nếu không thật lòng yêu nhau thì sao? Nói xong gã lập tức hối hận. Cô gái bên cạnh gã trợn mắt, chàng có ý gì? Người đàn ông cười ngượng, ta không có ý gì khác. Ông lão nhìn người đàn ông, không nói gì. Cô gái nhìn ông lão, tiền bối, xin ông hãy nói rõ. Ông lão lắc đầu, không thể nói nhiều được, vẫn là câu nói đó, nếu hai người thật lòng yêu nhau, nhất định có thể đi đến cuối cùng. Cô gái trầm tư chốc lát. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ta thật lòng thích chàng ấy. Người đàn ông cũng vội nói, ta cũng thật lòng thích nàng. Cô gái khẽ cười, ta tin chàng. Người đàn ông lấy một chiếc nhẫn chứa đồ đặt trước mặt ông lão rồi kéo cô gái quay người rời đi. Ông lão bình tĩnh nói, người tiếp theo. Lúc này một người đàn ông đi tới trước mặt ông lão, ông không ngẩng đầu, một mình. Người đàn ông gật đầu. Ông lão khẽ cau mày, người tới một mình thì xem cái quái gì? Người đàn ông cười nhẹ, xem vận mệnh của vũ trụ quan huyên. Ông lão hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nét mặt ông ta thay đổi, sau đó chuẩn bị hành lễ. Đương nhiên ông ta biết Diệp Huyên, năm xưa hắn đã từng tới đây cùng một cô gái váy trắng. Diệp Huyên cười, không cần làm thế. Ông lão cười khổ, kiếm chủ, sao cậu lại tới đây? Diệp Huyên cười nhẹ, tới xem thế nào. Nói rồi hắn quay đầu nhìn một cây cổ thụ, ánh mắt rơi vào hai con hạc giấy nhỏ, một con là của hắn, một con là của Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng đã ước điều gì? Diệp Huyên hơi tò mò. Có nên xem không nhỉ? Trong đầu Diệp Huyên chợt hiện lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu cười. Thôi vậy. Giữ lại đó đi. Diệp Huyên xòe tay ra. Một con hạc nhỏ bay tới, hắn cầm một tờ giấy, trầm ngâm giây lát rồi bắt đầu viết. Ở bên cạnh, ông lão hơi tò mò nhưng lại không dám nhìn. Một lúc sau Diệp Huyên bỏ tờ giấy vào con hạc nhỏ, hắn xòe tay, con hạc chậm chậm bay đến chỗ con hạc mà hắn và Thanh Nhi váy trắng để lại. Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại, ba luồng kiếm quang bay vào trong ba con hạc giấy. Ngoài hắn ra không ai có thể nhìn thấy ba con hạc giấy này nữa. Diệp Huyên nhìn chúng rồi cười, sau đó nhìn ông lão ta đi đây.
Ông lão hơi cúi đầu, sau đó bảo, kiếm chủ, vừa nãy cậu nói muốn xem vận mệnh của vũ trụ quan Huyên à. Diệp Huyên khẽ cười, tiết lộ thiên cơ tổn hại tính mạng, sau này ông bớt làm chuyện này lại đi. Nói xong hắn phất tay áo. Vèo. Đám sương mù màu đen trên đỉnh đầu ông lão xem bói lập tức bị cuốn đi. Ông lão xem bói quỳ xuống, run rẩy thưa, đa tạ kiếm chủ. Đời này tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông ta đã vô cùng xui xẻo, có thể nói là nếu tiếp tục thì ông ta nhiều nhất cũng không sống được trăm năm. Nhưng vừa rồi Diệp Huyên đã quét sạch vận xui của ông ta đi. Diệp Huyên cười, có thể gặp lại lần nữa tức là duyên phận, mà chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nữa đâu. Bảo trọng nhé ông lão xem bói. Nói xong, hắn quay người biến mất. Ông lão xem bói cúi đầu hành lễ một lần nữa, chốc lát sau, ông nhìn ba con hạc nhỏ rồi khẽ mỉm cười. Trong một phủ đệ nào đó, ở một sân nhỏ, một cô gái đang ngồi trên bậc đá, hai tay chống cằm ngơ ngác nhìn trong sân, trong ngực nàng là hai người gỗ nhỏ. Ban đầu nàng không thích nơi này, nhưng không có cách nào, từ nhỏ nàng và ca ca đã lớn lên ở đây, nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô gái nhìn một hồi, không biết nghĩ đến điều gì mà nàng chợt cười, nhưng cười rồi lại khóc. Đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Cô gái hơi giật mình, sau đó lại tức giận, chẳng phải ta đã nói. Nói đến đây nàng chợt sững người. Bởi vì nàng nhìn thấy một người đàn ông, hắn đang đứng ở nơi không xa mỉm cười nhìn nàng. Sau khi sửng sốt, giây tiếp theo cô gái đứng bật dậy nhào vào lòng người đàn ông, khẽ gọi ca. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, Liên Nhi của ta đã lớn rồi. Cô gái ôm chặt lấy người đàn ông, khẽ nói ca, sau này huynh đừng bận quá nữa. Người đàn ông mỉm cười, sau này sẽ không bận như vậy nữa. Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thật ạ. Người đàn ông gật đầu, thật. Cô gái cười tâu toét, được ạ. Người đàn ông bật cười rồi bảo, chúng ta đi thôi. Cô gái hỏi, đi đâu ạ? Người đàn ông nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô gái, khẽ nói, sau này ca đi đâu, muội sẽ đến đó. Cô gái cười rạng rỡ, vâng. Người đàn ông kéo cô gái, đang định đi thì lúc này cô gái lại bảo, ca chờ một chút. Nói xong nàng quay người chạy đến trước bàn trong nhà, nhìn người gỗ nam trong tay rồi cười bảo, không cần ngươi ở bên ta nữa đâu. Nói xong nàng đặt tượng người gỗ lên bàn. Đang định đi, như nghĩ tới điều gì, nàng lại đặt tượng gỗ nữ cạnh tượng gỗ nam, vỗ nhẹ lên đầu tượng gỗ nữ cười nói, ngươi ở lại đây với ca ca đi. Nói xong nàng quay người đi đến bên người đàn ông, kéo hắn rời đi. Trong nhà, hai người gỗ nằm sát bên cạnh, bốn bề tĩnh lặng. Trong thành, Diệp Huyên đưa Diệp Liên đi đến một quán mì. Diệp Huyên nhìn chủ quán mì rồi cười gọi, cho hai bát mì. Chủ quán nhìn hắn cười khà khà, có ngay. Diệp Huyên nhìn xung quanh một lượt, Thanh Thành cũng không thay đổi bao nhiêu. Diệp Liên gật đầu, trước đây muội rất không thích Diệp tộc, nhưng bây giờ muội lại hơi thích nơi này rồi, bởi ở đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa muội và ca ca. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trước đây hắn cũng không thích nơi này, vì thế rất ít khi về. Nhưng bây giờ trở về hắn phát hiện có vẻ mình cũng không hận nơi này, cũng không hận Diệp tộc trước đây. Những khổ sở phải chịu ở Diệp tộc khi xưa, bây giờ nghĩ lại có vẻ cũng chẳng là gì. Lúc này, chủ quán bưng ra hai bát mì, hai vị khách quan, xin mời. Diệp Huyên đang định ăn thì đúng lúc này không gian bên cạnh hắn khẽ rung, có truyền âm bay tới. Diệp Huyên nhíu mày. Diệp Liên hỏi nhỏ, có chuyện phải làm ạ? Diệp Huyên khẽ cười, không vội, ăn mì xong rồi làm. Nói rồi hắn bắt đầu động đũa. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, khẽ cười rồi cũng bắt đầu ăn. Hai huynh muội ăn rất chậm, nói cười rôm rả. Lúc này một người áo đen bỗng xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên cách đó không xa. Người này chính là Ám Quân. Ám Quân nhìn Diệp Huyên và Diệp Liên, muốn nói lại thôi. Diệp Liên nhìn người áo đen rồi nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng bảo ca đi làm việc đi. Diệp Huyên ăn nốt miếng mì cuối cùng, nhìn Diệp Liên cười bảo, không vội, muội ăn xong rồi chúng ta đi. Diệp Liên cười ngọt ngào, vâng. Nói rồi nàng bắt đầu ăn tiếp. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên ngồi ăn trước mặt mình,
bất giác hắn cũng nở nụ cười. Lòng hắn chưa bao giờ bình yên như lúc này. Đại đạo, Trường Sinh, đều không bằng một nụ cười của Tiểu Liên Nhi của hắn. Lúc này Diệp Liên buông đũa, nhìn Diệp Huyên cười ca, muội ăn xong rồi, huynh đi làm việc đi. Diệp Huyên mỉm cười đưa tay ra. Diệp Liên hơi sửng sốt, hắn cười bảo, đi cùng ca nào. Diệp Liên do dự một chút rồi nói ca, thực lực của muội kém, không giúp được gì cho huynh, muội không đi đâu. Hôm nay muội đã vui lắm rồi, huynh đi đi, thật đấy. Nhưng Diệp Huyên lắc đầu. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên thật lâu, nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay nắm lấy tay hắn, Diệp Huyên cười và nói, đi thôi. Nói rồi hắn kéo Diệp Liên biến mất tại chỗ. Ám quân cũng biến mất cùng. Chiến trường hư chân. Diệp Huyên đưa Diệp Liên đến chiến trường hư chân, mà lúc này Tần Quan đã chờ sẵn ở đây. Bên cạnh Tần Quan là Tội Vương. Vẻ mặt Tội Vương giờ phút này vô cùng nặng nề. Diệp Huyên nhìn về phương xa, cuối trời có một con đường lớn màu vàng khổng lồ cả gần triệu trượng, đầu kia của con đường là trong thời không. Không nhìn thấy điểm tận cùng. Cả con đường màu vàng đều được tạo thành từ phù văn màu vàng, cực kỳ thần bí. Diệp Huyên nhìn Tội Vương, gã trầm giọng bảo, Diệp Thiếu, đây là con đường hư chân, trong truyền thuyết, con đường này xuất hiện đồng nghĩa với việc một vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Trong ghi chép, con đường này đã xuất hiện hơn 1 triệu lần, mà lần nào nó xuất hiện cũng có một vũ trụ bị hủy diệt, không có ngoại lệ. Diệp Huyên cười, xem ra vị chân thần của chân thế giới kia muốn hủy diệt vũ trụ quan huyên của ta. Tội Vương gật đầu, đúng thế. Nói xong trong mắt gã hiện lên vẻ phức tạp, gã cứ tưởng trong thời gian ngắn chân thần sẽ không chú ý tới nơi này, nhưng không ngờ chân thần không chỉ chú ý tới nơi này mà vừa ra tay đã muốn hủy diệt. Rất lo lắng. Tội Vương nhìn con đường hư chân, ở chân thế giới, chân thần là tồn tại thế nào? Đó là một tồn tại vô địch khiến ai nghĩ đến cũng đều run sợ. Lúc này, Phổ Biên Chủ bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nhìn con đường hư chân kia rồi cười nói, định chơi ác đây mà. Diệp Huyên gật đầu, lát nữa ông lên trước nhé. Sắc mặt Phổ Biên Chủ lập tức đen xì, mẹ kiếp, lúc nào người cũng muốn chơi ông đây thế. Tần Quan đi tới bên cạnh Diệp Huyên, khẽ nói, tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, nhìn con đường hư chân. Lúc này một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ con đường ấy, ông ta có dáng người vạm vỡ với mái tóc màu đỏ, trên người mặc một bộ chiến bào cũng màu đỏ rực lửa, chiến bào không có gió mà tự bay, toàn thân ông ta toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Khi ông ta xuất hiện cả chiến trường hư chân đều trở nên hư ảo. Người đàn ông trung niên nhìn chung quanh, khẽ cau mày, thật là một vũ trụ thấp hèn. Tội Vương bên cạnh Diệp Huyên run rẩy nói, ông ta là Nguyên Võ Đế. Một trong thập đại đế tướng dưới trướng chân thần. Nguyên Võ Đế. Phổ Biên Chủ bỗng cười lớn, thập đại đế tướng, để ta thăm dò trước xem sao. Dứt lời, ông ta đột nhiên lao về phía trước. Xa xa, Nguyên Võ Đế nhíu mày, tung ra một quyền. Trong nháy mắt, chiến trường hư chân trong phạm vi mấy chục triệu dặm đều hóa thành hư vô. Dầm. Cùng lúc đó, Phổ Biên Chủ cũng lùi lại cả triệu trượng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên chau mày. Phổ Biên Chủ dừng lại, nhìn cánh tay phải của mình, tay phải ông ta đã hoàn toàn nứt vỡ, lộ ra xương trắng. Phổ Biên Chủ sững sờ. Nguyên Võ Đế nhìn Phổ Biên Chủ cũng không phải rất yếu. Diệp Huyên bỗng bật cười lớn. Phổ Biên Chủ sầm mặt, nhìn Nguyên Võ Đế tiếp tục. Vừa dứt lời ông ta bỗng xòe tay ra. Trong chớp mắt, vô số ấn đại đạo ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó ông ta biến mất tại chỗ. Bùm! Một ấn đại đạo màu đỏ rực lửa bắn về phía Nguyên Võ Đế. Trên con đường hư chân, vẻ mặt Nguyên Võ Đế bình tĩnh, ông ta lại tung ra một quyền. Rầm rầm! Ngay lập tức, Phổ Biên Chủ lại bị đánh bay cả hơn triệu trượng. Khi ông ta dừng lại thì cơ thể đã nứt toác, máu tươi bắn ra tung tóe. Phổ Biên Chủ im lặng. Diệp Huyên nhìn Phổ Biên Chủ rồi cũng im lặng. Không phải ông già này đã bị đả kích rồi đấy chứ? Phổ Biên Chủ bỗng nhìn Diệp Huyên cười khẽ, tiểu huyên tử, ta hơi không theo kịp thời đại rồi. Diệp Huyên khẽ cười, đừng sợ,
ta bảo kê cho ông. Ha ha. Vô biên chủ bật cười lớn. Diệp Huyên cười, sau đó nhìn Nguyên Võ Đế, chỉ có một mình ông thôi à. Nguyên Võ Đế nhìn Diệp Huyên, người chính là người mạnh nhất vũ trụ này. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, đương nhiên. Nguyên Võ Đế nhìn Diệp Huyên, ta đã giết cả chục nghìn kiếm tu rồi. Diệp Huyên cười ha hả, có lẽ ông không giết được ta đâu. Nguyên Võ Đế bình tĩnh hỏi, vậy sao? Diệp Huyên gật đầu cười, chân thần của các ông tới cũng chẳng giết được ta đâu, bởi ta có thuật triệu hồi. Nguyên Võ Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta cũng đã giết không ít triệu hồi sư rồi. Diệp Huyên cười, nhìn Nguyên Võ Đế, nếu chỉ có một mình ông thì có lẽ không hủy diệt được vũ trụ quan huyên của chúng ta đâu. Nguyên Võ Đế khẽ gật đầu, yên tâm, không phải một người. Nhưng ta muốn thử một người trước. Diệp Huyên bất chợt tiến lên một bước, vậy thì thử đi. Dứt lời, hắn xòe tay, trong nháy mắt một thanh kiếm phóng lên trời. Không phải kiếm thanh huyên mà là kiếm nhân gian. Trên bầu trời, kiếm nhân gian bay xuống. Nguyên Võ Đế tung ra một quyền. Ù! Trên nắm đấm xuất hiện một luồng khí thế đáng sợ. Bùm! Quyền này ép kiếm nhân gian của Diệp Huyên ngừng lại, nhưng lúc này Diệp Huyên lại chợt biến mất tại chỗ. Nguyên Võ Đế hơi nheo mắt, thu tay phải về, một giây sau ông ta lại đánh ra một quyền nữa. Choang! Một khoảng kiếm quang vỡ vụn, Nguyên Võ Đế liên tục lùi lại gần trăm trượng. Lúc này Diệp Huyên đã trở lại vị trí ban đầu. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên kinh ngạc nói, sao thực lực của ngươi lại trở nên mạnh thế này? Diệp Huyên cười đáp, ta vẫn luôn rất mạnh, chỉ là kẻ địch vẫn luôn không bình thường thôi, ha ha. Vô biên chủ im lặng, chẳng những kẻ địch của ngươi không bình thường mà muội muội của ngươi cũng không bình thường. Đương nhiên, là mạnh ở mức độ không bình thường. Không đúng, cả nhà ngươi đều mạnh không bình thường. Trên con đường hư chân, Nguyên Võ Đế nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm có một vết kiếm, ông ta im lặng một lúc rồi nhìn Diệp Huyên phía xa kiếm đạo tín ngưỡng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, gọi người của ông ra đi. Nguyên Võ Đế lắc đầu, ta muốn thử một lần nữa. Sau khi dứt lời, ông ta tiến lên một bước. Một bước đã tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đâm ra một nhát kiếm. Lần này hắn vẫn chưa dùng kiếm thanh huyên, nhưng nhát kiếm này lại có nghìn vạn kiếm nhân gian. Bùm! Một khoảng kiếm quang đột nhiên nổ tung trước mặt Diệp Huyên. Dầm! Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Nguyên Võ Đế lùi về chỗ cũ, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm của ông ta đã có một vết kiếm sâu hóm. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Võ Đế híp mắt. Trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng của tiểu hồn, tiểu chủ, dùng ta, chắc chắn có thể giết được ông ta. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao. Tiểu hồn nhẹ giọng nói, tiểu chủ. Diệp Huyên cười, yên tâm, ta sẽ không vì phá thần mà bỏ rơi ngươi đâu. Tiểu hồn lập tức cười vui vẻ, được. Diệp Huyên nhìn Nguyên Võ Đế phía xa, cười bảo, gọi người đi. Nguyên Võ Đế gật đầu, được. Nói xong ông ta giơ tay phải lên. Cộp cộp cộp. Con đường hư chân phía sau bỗng vang lên vô số tiếng vó ngựa. Lúc này cả chiến trường hư chân đều chấn động kịch liệt, giống như động đất. Rất nhanh, 100.000 kỵ binh hỏa giáp chậm rãi xuất hiện từ con đường hư chân, bọn họ đồng đều như nhau, tay cầm trường thương rực lửa, toàn thân tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Mà khi bọn họ xuất hiện, cả chiến trường hư chân bắt đầu vỡ vụn từng tấc. Không thể chịu được sức mạnh của họ. Thấy thế, nét mặt vô biên chủ thoáng chốc trở nên nặng nề. Khí thế đáng sợ quá. Lúc này ông ta mới phát hiện họ đã đánh giá quá thấp thực lực của chân thế giới. Mà ngay lúc này, phía sau đoàn kỵ binh có một đoàn bộ binh mặc hỏa chiến giáp bước ra. 300.000. Khoảnh khắc họ bước ra. Một luồng khí thế cường đại quét qua, chỉ riêng luồng khí thế này thôi đã đủ nghiền nát thế giới này rồi. Nhưng vẫn chưa hết, sau đoàn bộ binh còn có mấy nghìn người khổng lồ đồng loạt xông ra nữa, mỗi người khổng lồ cao gần trăm trượng, tay trái cầm mâu, tay phải cầm khiên, bọn họ đứng đó, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung dữ, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy nghìn người khổng lồ này, tội vương bên cạnh Diệp Huyên run run nói, đây là thiên thần cự nhân tộc.
Bọn họ là một trong những chủng tộc lâu đời nhất đến từ chân thế giới, năm xưa thần phục chân thần, trong chinh chiến vũ trụ, bọn họ thích nhất là ăn sống sinh linh các vũ trụ. Thiên thần cự nhân tộc. Diệp Huyên nhìn hàng nghìn người khổng lồ ấy, phải công nhận rằng đúng là khí thế của bọn họ rất mạnh, nếu đại chiến nổ ra, bọn họ trực tiếp xông vào chiến trường thì nhất định sẽ rất kinh khủng. Đúng lúc này, Tần Quan xòe tay, ngay sau đó tiểu tháp xuất hiện trong tay nàng ta, tiếp đó gần 1 triệu cường giả xuất hiện sau lưng họ. Đây là 1 triệu người mạnh nhất hiện nay của vũ trụ Quan Huyên. Giờ khắc này, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nặng nề. Đặc biệt là những cường giả hư chân còn sống sót từ lần trước, vẻ mặt họ lúc này đang nghiêm túc chưa từng có, bởi vì họ phát hiện đám thần linh trước mặt mạnh hơn đám thần linh năm xưa quá nhiều. Không phải ở cùng cấp độ. Nguyên Võ Đế nhìn nhóm cường giả sau lưng Diệp Huyên, nói trước khi tới chủ nhân đã dặn không được khinh địch. Nhưng đến giờ ta vẫn cảm thấy vũ trụ này của các ngươi rất yếu. Bình thường, vũ trụ cấp bậc như các ngươi không tới lượt ta và quân đội của ta ra tay. Nói rồi ông ta nhìn quanh, lại nói, nhưng chân thần dặn ta làm như vậy thì chắc chắn là có dụng ý của nàng. Diệp Huyên bất chợt nhìn về phía Vô Biên Chủ, mí mắt ông ta giật giật, ngươi đừng nhìn ta, bây giờ ta đã là đệ đệ rồi, ta chỉ tới góp vui thôi. Diệp Huyên cười lớn, lúc này một cô gái đi tới bên cạnh hắn, người tới chính là Hồng Trần, mà sau đó Khâm Thiên Đạo cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn đội hình trước mặt, nét mặt Hồng Trần và Khâm Thiên Đạo đều trở nên nặng nề. Đội hình này thật sự hơi ngoài dự đoán của họ. Mà ở đằng xa, Tội Vương nhìn xung quanh sau đó lui lại. Diệp Thiếu gọi người, gã liều. Nếu Diệp Thiếu không gọi người thì gã sẽ bỏ chạy. Tuy hơi vô đạo đức nhưng còn sống là quan trọng nhất. Tu hành, phải tùy cơ ứng biến. Lúc này Nguyên Võ Đế hô to, giết. Không hề có một lời thừa thãi. Vừa dứt lời, một thiên thần cự nhân cười to, để ta ăn sinh mạng cấp thấp này nào. Dứt lời, gã nhảy lên, ném mâu về phía Diệp Huyên, lực mạnh đủ để hủy diệt cả vùng tinh hà vũ trụ. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Khi hắn vừa định ra tay thì bỗng nhiên một tiếng kiếm ngân vang vọng trên bầu trời, giây tiếp theo một luồng kiếm quang chém chết thiên thần cự nhân đó. Thiên thần cự nhân đó biến sắc, nhanh chóng giơ tấm khiên lên chắn trước người. Phập! Dưới sự chú ý của mọi người, kiếm quang đó phá vỡ khiên của thiên thần cự nhân, sau đó chém xuyên qua bụng gã. Vụt! Thiên thần cự nhân ấy bị chém làm đôi. Mọi người nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó có một cô gái chậm chậm bước ra. Nhìn thấy cô gái, khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên. Người tới chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đi tới, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Huyên, không nói gì. Ù! Lúc này, một tiếng kiếm ngân khác lại vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy thời không nứt ra, sau đó một cô gái áo bào trắng từ tốn bước ra. Đồ! Mà gần như cùng lúc đó, bên phải đồ, thời không cũng tách ra, một cô gái váy trắng xuất hiện. Thanh Nhi váy trắng. Đồ và Thanh Nhi váy trắng đến bên Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Hai cô gái cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng cạnh Diệp Huyên. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ. Diệp Huyên hơi ngẩn ra rồi vẫn quay đầu nhìn lại, nơi xa, thời không tách ra. Một người đàn ông bước ra, đi đầu là Mạc Vân Khởi. Mà phía sau Mạc Vân Khởi còn có Bạch Trạch, Kỳ An Chi, An Lan Tú, Khương Cửu, Thác Bạt Ngạn, Liên Vạn Lý, Giản Tự Tại, Trương Văn Tú, Tiểu Đạo, Đạo Nhất, Thiên Mạt, A Mục Đại Tế Ti, Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, Tiểu An, A Đạo Linh, An Liên Vân, Thiên Yếm, Tiên Cổ Yêu, Ngạn Bắc, Tú Phản, Thần Lam, Vị Ương Thiên, Họa Sư. Rất nhiều người quen. Nhìn thấy những người này, Diệp Huyên ngớ người. Lúc này Tần Quan bỗng cười lên tiếng, là ta bảo Tiên Bảo Các đưa họ tới đây, dù kết cục của trận chiến cuối cùng này thế này thì cũng đừng để lại nuối tiếc. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, khẽ cười, cảm ơn. Tần Quan cười nhẹ, không nói gì nữa. Ha ha! Lúc này một tiếng cười to vang lên từ truyền tống trận, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra. Nhìn thấy người này, Diệp Huyên lại một lần nữa sững người. Không ngờ người này lại là tầng 9.
lâu lắm rồi không gặp. Tầng 9 nhìn Diệp Huyên, không đi tới mà chỉ cười vẫy tay. Diệp Huyên mỉm cười, lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái. Chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn hắn, sau đó quay người nhìn đám cường giả thần linh. Mà lúc này, bên phải Diệp Huyên lại xuất hiện một cô gái nữa, chính là Thanh Khâu. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu, khẽ cười, khi nào muội phá thần. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, dịu dàng nói, huynh là thần của ta, khi nào huynh phá thần thì ta phá thần. Nếu huynh không phá thần thì ta sẽ mãi ở bên huynh. Diệp Huyên hơi giật mình sau đó cười lớn, cười một hồi hắn nhìn đám cường giả thần linh, đang định nói thì lúc này thời không bầu trời phía xa bỗng nứt ra. Một kiếm tu mặc trường bào màu mây bước ra. Đại ca. Diệp Huyên ngẩn người. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên khẽ cười, nhưng không nói. Ha ha. Đúng lúc này, thời không bên phải kiếm tu cũng tách ra, một tiếng cười to vang lên, con trai, phụ thân của con tới rồi đây. Vừa dứt lời một kiếm tu mặc trường bào màu xanh bước ra. Kiếm chủ áo xanh. Bên trái kiếm chủ áo xanh còn có một cô bé ăn mặc rất lạ, đầu cô bé mọc hai cái sừng, miệng đang ngậm kẹo mút. Mà trên vai cô bé là một con thú nhỏ màu trắng đầy lông. Lúc này nó đang nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy tò mò. Nghe kiếm chủ áo xanh nói thế, nét mặt Diệp Huyên lập tức sầm xuống. Sau khi kiếm chủ áo xanh đi ra thì nhìn Diệp Huyên cười hỏi, có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Diệp Huyên cạn lời. Mọi người. Lúc này, một thiên thần cự nhân bỗng nhìn người đàn ông áo xanh. Trong mắt đầy tà khí, đã thôi đi chưa? Dứt lời, gã nhảy lên, đâm mâu vào người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh khẽ cau mày, quay người đâm ra một nhát. Vút! Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đầu của thiên thần cự nhân đã bay mấy chục vạn trượng. Ai nấy đều sững sờ. Nét mặt nguyên võ đế trong nháy mắt trở nên nặng nề. Người đàn ông áo xanh nhìn đám thiên thần cự nhân tộc trước mặt. Bình tĩnh nói, ta rất yếu, các ngươi có muốn thử một lần nữa không? Mọi người. Lúc này kiếm tu Tiêu Dao cười khẽ, cứ bình tĩnh, hôm nay là sân nhà của con trai huynh. Người đàn ông áo xanh cười to, đúng đúng. Nói rồi y nhìn Diệp Huyên phía dưới nói, con trai, con biểu diễn đi. Diệp Huyên đau đầu, cha à, nếu cha không làm được thì đi đi. Thật đấy, con sẽ không trách cha đâu. Người đàn ông áo xanh đen mặt, con nói gì đấy? Ta là cha ruột của con. Diệp Huyên không nói nên lời. Đúng lúc này, nguyên võ đế xòe tay ra, một tấm lệnh bài rực lửa bay lên, biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Gọi người. Nguyên võ đế nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ mặt nghiêm túc. Đánh giá thấp rồi. Phải gọi người thôi. Thấy thế, Diệp Huyên càng không nói nên lời. Phụ thân tới để tăng thêm độ khó cho hắn đây mà. Mẹ kiếp. Đúng là phục luôn. Giờ khắc này, ở nơi sâu trong con đường hư chân quét ra từng luồng khí tức đáng sợ. Cảm nhận được điều này, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyên im lặng hồi lâu bỗng cười gọi, Thanh Nhi. Ta ở đây. Dứt lời, thời không trước mặt Diệp Huyên tách ra, một cô gái váy trắng chậm rãi đi ra. Khẽ nói, ta vẫn luôn ở đây. Tam kiếm hội tụ. Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Huyên nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh bật cười, thiên mệnh, hay là hôm nay ba chúng ta đánh một trận đi. Kiếm tu Tiêu Dao nhanh chóng gật đầu, được. Cô gái váy trắng nhìn hai người, đã quên nhiều năm trước bị ta đánh thế nào rồi à? Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông áo xanh và kiếm tu Tiêu Dao đều cứng đờ. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, bây giờ đã khác xưa rồi. Nói thật bây giờ ta cũng muốn được thua lắm, vô địch quá lâu thật là đau đớn. Mọi người. Thiên mệnh bình tĩnh nói, ta vô địch, hai người cứ tự nhiên. Mặt người đàn ông áo xanh đầy vạch đen. Kiếm tu Tiêu Dao cũng lắc đầu cười, đương nhiên phần nhiều vẫn là hưng phấn, cuối cùng cũng có thể đánh một trận đàng hoàng rồi. Vô địch thật sự quá cô đơn. Lúc này Diệp Huyên bỗng nói, hay là chờ ta một lát. Tam kiếm nhìn Diệp Huyên, hắn khẽ cười, không vấn đề gì chứ. Thiên mệnh gật đầu, được.
Người đàn ông áo xanh cười, đương nhiên. Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu, được. Diệp Huyên cười to. Mà lúc này trong con đường hư chân, từng luồng khí thế mạnh mẽ ập về phía này như thủy triều. Giờ phút này, nét mặt của mọi người bên phía vũ trụ quan huyên đều nặng nề, nghiêm nghị không gì sánh được. Diệp Huyên quay đầu, chậm rãi nhìn qua những gương mặt quen thuộc, sau khi nhìn hết một lượt, hắn mỉm cười, kéo tay cô gái váy trắng, quay đầu nhìn con đường hư chân thật lâu mới khẽ nói, Thanh Nhi, thời đại của ta kết thúc rồi. Hết chuyện đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Mời các bạn nghe phần tiếp nối của Diệp Huyên là Diệp Quân trong truyện Hậu Duệ Kiếm Thần. Link truyện mình để phía dưới.